Sao vậy? Hả? Chà, năm nay mày về Việt Nam ăn Tết vui dữ ha. Hả? Mày có đi chợ Hoa Nguyễn Huệ không? Gì? Chợ Hoa Nguyễn Huệ giờ rồi hả? Thôi chết, vậy mày đón giao thừa đâu? Hả? Trong khách sạn. Ê, vậy có dưa hấu với bưởi với chân giò đầy đủ không? Không, 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 ý là hỏi là có trái cây đầy đủ không đó. Có hả? Ờ. Gì? Sợ mày vừa phải thôi mày. Ăn hột dưa sao khoanh ta lại ăn được? Hả? Có mấy em ngồi chung quanh hả? Hột dưa mới vừa đem ra mấy em cắn từ hộp đưa vô miệng mày hả? Đã nha. Ờ, quên nữa. Mày có ghé thăm má tao không mày? Bà già khỏe không? Ê, mày thấy cái nhà tao xây lên 5 tầng lầu cho má tao đẹp không? Tao gửi tiền về cho má tao á. Ờ. Còn mày nữa, tao nói mày thôi nha, vừa phải thôi nha. Mày quen người nào có người thôi chứ mày đi có tuần lễ mà gái gọi kiếm mày quá chừng trời á. Ờ. Anh Thành ơi, anh Thành. Ý, có nhỏ nào kiếm mày nữa kìa. Ê, con nhỏ này nó không có trẻ nha. Nó sồn sồn rồi đó. Tuổi có bước vào tuổi chiều tím rồi đó. Hả? Gì tiếng giống? Để tao ra tao coi làm sao, tới nhà trước cửa nhà rồi, để tao vô coi làm sao. Nhãn khóa vô đi chị ơi. Lát nhớ gọi về nha. Nhớ. Surprise anh Thành. Ủa gì vậy? Ủa? Chết cha. Trời ơi. Em tưởng anh là anh Thành, sao mặc quần áo giống anh Thành người yêu của em quá vậy? Trời đất ơi, chị surprise hồi tôi muốn sụp hầm luôn á. Dạ. Anh Thành đó. Em biết rồi, tại em surprise. Anh đi vắng rồi phải không? Em đợi được không có sao hết. Nhưng mà có chuyện này quan trọng hơn, anh chỉ giúp em được không anh? Chuyện gì? Dạ. Nói đi tôi chỉ chưa? Em ngại, em không. Nói đi tôi chỉ cho, chuyện gì quan trọng cái máy tôi chỉ cho. Chỉ giùm em ha. Ờ. Ơi, nhà anh cái restroom nằm đâu nãy giờ em mắc quá anh ơi. Trời em đi xe bus sao trời em ôm cái cành đào em không dám đi đâu hết trơn á. Trời đất ơi, trong kia kìa bà. Ồ cảm ơn anh giữ giùm em cành đào anh ơi. Ê. Giữ giùm cái vỏ này luôn anh ơi. Gì vậy? Cảm ơn anh. Đây phải không anh? Ê, ê, ê. Dạ. Cái đó ra sân vườn. Restroom trong này được bà. Anh đừng la lớn anh ơi. Cái tim em nó thoát là em hô lại không được là chết á. Đâu đâu anh, đâu anh? Trong kia kìa. Dạ cảm ơn anh. Trời ơi. Trời đâu vậy trời? Trời đất ơi, cuộc đời tôi sợ nhất đào mà bây giờ ôm đào nữa. Trời, khổ quá. Tự nhiên luôn đâu. Ôi trời, dạ, cảm ơn anh. Cái mặt anh dễ thương ghê đó. Em nặng nề, cái em vô em gặp cái mặt anh cái em nhẹ ra rồi. Dạ, dạ em cảm ơn cho em xin lại cành đào. Dạ, trời ơi, dữ nó dữ lắm á. Anh ơi. Gì? Anh có cái gì dài dài cho em mượn nhát này vô được không anh? Gì? Hả? Gì vậy vậy? Cái bình bông dài dài em nhét đào vô. Trời đất ơi, bình bông nó bình bông các bạn. Dạ. Ghê. Có phải không anh? Trời ơi. Anh ơi mà anh Thành mới đi hay đi lâu rồi anh? Đi lâu rồi đây nè. Dạ, nè. Dạ. Được chưa? Được chưa? Đó, à. Anh coi này nha. Đó, thấy chưa? Anh thấy không? Em mang mùa xuân tới, anh thấy chưa? Nhà anh Thành xong có chuẩn bị Tết nhất gì hết trơn à. Mai mốt nhớ đem cái cây khác nha. Ủa sao vậy? Cây mai hay là cây hồng gì đó, đừng cây đào nha. Trời ơi, cây này vừa hồng đào mà anh không thích hả anh? Trời ơi, tôi ám ảnh cái chữ này lắm rồi. Được rồi, trời được rồi. Quên nữa anh ơi, nha, em xin lỗi nữa. Nãy giờ em giới thiệu tên em chưa? Nãy giờ bà vô bà ào ào bà giới thiệu nào đâu. Dạ, em xin giới thiệu với anh. Em tên là Duyên. Tên Duyên? Dạ. Thiệt chi, bởi vì người ta nói đúng lắm. Sao? Thường thường tên với người nó khác nhau lắm. Vậy nó khác sao? Nhau à? Thí dụ như ai mà tên Bạch Tuyết á, dạ. Cái ngoài cái đeo thù lùi à. Mà ai mà tên Anh Dũng á, hùng tráng lắm không? Dạ. Cái ngoài cái cặm chuột cái ý con chuột. Mà ai mà tên Hiền á, trời đất ơi dữ như quỷ vậy. Đúng rồi, anh nói em mới nhớ đó. Ừ. Anh biết không, em có ông bạn đó, ông tên Quang Minh mà chuyên môn làm chuyện mờ ám không anh ơi. Đừng chơi quê nha. Sao? Cái này tôi tên Long nha. Hả? Long nha. Anh Long hả? Ờ. Tên với người không hợp. Vậy chắc anh trụi lưỡi hả? À? Tại nó anh Long. Bậy. Hả? Không. Long này Long có O. L. Không có O. L-O-N-G. Ồ, là Long. Là L-O-N-G là Lo. À. Anh. Cái gì? Không lẽ anh ngắn ngủng hả? Mày. Thì tại vì tên với người không hợp. Cái bạn này đúng là tên Duyên à. Không phải, ý tôi nói Long mới là con rồng á. Con rồng. Ít nhất anh phải nói như vậy đúng không đó à. Có nghĩa là Long là rồng, rồng là một con rồng bự dài bay trên bầu trời.
Gì vậy? Trời ơi, nếu mà anh tinh lông là rồng là chắc. Ở ngoài anh nhỏ như con sâu phải không anh? Bậy. Đừng nha, này, thu trường hợp tôi khác nha. À sao? Tên với người sao nó vậy đó, khác nha. Tên với người y chang hả? Thì em cũng vậy, tên với người em là y chang nhau. Em có duyên lắm anh ơi. Bà có duyên lắm. Dạ. Bà làm gì vậy? Dạ, em làm hãng anh. 30 năm trời em làm có một hãng à? Không phải. Hả? Tôi hỏi mày làm gì tự nhiên tới nhà cái bà đem tùm lum la nguyên vỏ đồ vậy? Trời ơi, đây là đào, còn đây là trái cây của em. Trái cây. Anh biết không, em xin phép má em dữ lắm á. Má em mới cho phép hôm nay em lên đón giao thừa với anh Thành, người yêu của em nè. Trời đất ơi, từng tuổi này đi chơi còn xin má. Cỡ này đi 3 ngày 3 đêm vẫn còn nguyên mà đi xin má. Anh nói sao vậy anh? Dạ. Trời đất ơi, má coi như là 80 tuổi vẫn lo cho con gái 50 tuổi được vậy anh. Ủa vậy hả? Dạ. Anh biết hôm đây nè. Đó. Nhưng mà tôi quên. Dạ. Tôi quên nói chuyện à. Em mang trái cây để em đón giao thừa với anh Thành. Nhưng mà anh Thành không có nhà. Hả? Em biết ảnh bận rộn, anh hay đi vắng lắm rồi, không sao em đợi được. Không vì không. Chờ đợi là bơi mình trong hạnh phúc mà anh đợi được. Không, nhưng mà bây giờ nó bơi về Việt Nam rồi. Không sao, bơi Việt Nam em đợi cũng. Hả? Cô đang ở Việt Nam á. Cái gì? Nó không nói chị hả? Anh cái... Thiệt, ở Việt Nam á. Anh giỡn có duyên ghê rồi đó anh. Sao Lâm duyên? Dạ em nói thiệt anh á. Em nói anh nghe làm sao mà anh về Việt Nam được. Mới tuần trước anh gọi phone cho em anh khóc đây nè. Không sao. Anh nói là trời ơi cái đêm giao thừa nào anh cũng cô đơn hết á. Nhất là đêm giao thừa năm nay nè. Thế nào anh cũng cô đơn ăn mì gói chan nước mắt. Anh nói với em vậy mà. Trời ơi nhưng mà năm nay nó phải ăn mì gói chan nước mắt. Mở đang ở Việt Nam nó ăn phở gặm xíu quách. Hả? Thiệt. Trời ơi, anh này sao kỳ quá vậy. Ăn phở thì kêu em lên em nấu cho chứ cần gì phải về Việt Nam ăn phở làm chi. Trời ơi phở đây, phở gối không về Việt Nam ăn phở tươi không sướng hả? Vậy là sao nhưng anh? Mà về Việt Nam mà nó nghe nè. Má nó bệnh nặng. Hả? Má nó bệnh nặng tôi quên nữa. Trời má sao nãy giờ anh không nói em nghe. Ừ. Má nữa anh nữa. Thôi vậy? Công nhận anh vợ diễu rồi vô duyên ghê đó. Thôi duyên. Má bệnh nặng hồi nào ảnh nói với em là ảnh mồ côi mẹ từ nhỏ. Ủa đó tại vì mồ côi mẹ từ nhỏ cho nên lúc nào anh cũng thiếu hơi ấm của phụ nữ đó. Trời ơi thằng này tôi cũng thiếu hơi ấm phụ nữ vậy ha. Nhưng mà không phải, nó chưa nói hết. Nó làm sao? Má này má hai. Hả? Má hai. Ba nó có nhiều vợ lắm. Ờ. Cho nên thằng này nó có nhiều má lắm. Vậy à? Cho nên năm nào nó cũng về Việt Nam lo cho mấy má bên Việt Nam hết. Trời ơi tội nghiệp quá. Cái chuyện này sao anh không nói em nghe. Tội ghê vậy đó. Tội lắm. Nhưng mà đi bất thình lình này mà không nhắn cho em một tiếng nào là chắc là trời má hai anh bệnh nặng lắm. Bệnh gì vậy anh? Hả? Hả? Có nan y không? Có trị được không? Có cứu được anh? Bệnh gì? Ung thư nách. Ung thư nách. Gì vậy? Trời anh ơi, cái bệnh này sao em mới nghe lần đầu anh ơi. Đúng rồi, bây giờ quá chất nhiều quá nó dược bệnh nó kỳ lắm. À. Hình như mấy má nó bệnh mặc đồ thiếu giải không à. Mà sao? Mặc tục áo sát nách không à. À. Đó rồi, coi đi xe gắn máy nhiều quá nó gió lùa nó vô nó ung thư nách. Trời vậy đó hai người nguy hiểm vậy đó hai. Nguy hiểm lắm. Trời tội nghiệp coi như là tội lắm. Má bị ung thư nách. À. Anh coi đó thấy không đó, Tết nhất nè, bà con vui vẻ đón Tết mà anh phải chui đầu vô nhà thương tội bởi nghiệp vậy, ghê không? Tội lắm. Thôi được rồi, tôi đem gọi về Việt Nam hỏi thăm ảnh. Ủa, chị có số điện thoại đó hả? Có anh. Ủa, sao chị có? Tại vì mấy đợt trước đó, anh về Việt Nam đó, mà tội nghiệp lắm. Anh về chừng 2 tuần cái anh bị rớt cái bóp à. Trời đất ơi. Thế là anh hết tiền, anh gọi qua rồi em gửi tiền về. Đó, cho nên là em có cái số phone nữa ở Việt Nam nè. Trời ơi, dạ, gặp siêu tổ rồi trời. Để em gọi với anh coi. Gọi. Để coi cái số nào nè. Ờ rồi rồi rồi, có đây rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau. Trời ơi anh ơi. Trời ơi anh ơi. Như vậy là trời ơi không có liên lạc được anh chắc ơi. Chắc bận nhiều quá đừng gọi nữa. Hả bận hả? Đừng gọi tốn tiền lắm. Gọi chữ Nam tốn tiền đừng được, gọi. Thôi để em gọi lại lần nữa anh thôi, ơi. Thôi tốn tiền. Không có này Viber free không sao hết á. Để em gọi nữa coi. Trời ơi tội nghiệp quá vậy hả? Đã nói rồi, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được vì ngoài vùng phủ sóng. Hả? Xin vui lòng gọi lại sau nhé. Hả? Ủa cái gì kỳ vậy anh? Nó bận rồi. Trời đang... ơi sao vậy? Trời thôi, thôi tội nghiệp quá. Em nói anh nghe nè, không mới tại vì em dù sao cũng sắp là dâu con rồi em phải gọi về. Em hứa với anh em gọi một lần nữa thôi. Bất quá tam em gọi một lần nữa coi anh sao. Em sốt ruột quá anh ơi. Trời ơi là anh Thành ơi, anh Thành ơi, anh ở đâu rồi anh Thành ơi? Gọi hai lần mà vẫn còn ngoài vùng phủ sóng, có nghĩa là đang trên giường phủ mền. Hả? Xin quý khách biến đi cho thoáng. Cái gì vậy anh? Cái phone gì kỳ vậy? Cái này là smartphone. Hả? Smartphone là điện thoại thông minh á. Làm sao? Nó feel được là người ta đang bận rộn và chỉ gọi mà nó ghét. Ồ vậy hả? Đừng có gọi nữa. Nhưng mà sao mà cái phone này cái gì cái đâu mà phủ mền không biết làm sao anh? Không tội nghiệp lắm. Má nó đang bệnh á. Cái nó thấy tội nghiệp quá cái má nó lạnh á, nó phủ mền cho má nó. Trời ơi trời ơi. Đừng gọi nữa. Ơi.
Trời ơi, giờ sao anh, tính sao đó, anh thấy không, coi như là em xin phép má em đó, rồi má em coi như ở nhà nó đón giao thừa một mình, em lên đây em đón giao thừa với người yêu của em. Người yêu của em bây giờ là về coi như lo cho má ở Việt Nam bị hôi nách, không, bị ung thư nách. Trời ơi, bây giờ sao, bây giờ xe bus thì đâu có, nên mày về trên nhà thôi, 6-7 tiếng. Thôi, bình tĩnh đi, em biết làm sao anh ơi. Bà bình tĩnh, ngồi xuống đi. Hả? Ngồi nghe tôi nói nè, nghe tôi nói nè. Em ngồi hả? Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Trời ơi. Không mấy bây giờ tối nay á, chị ở lại đây ngủ đỡ đêm mai về. Thôi, anh. Gì làm dữ vậy? Thôi anh ơi. Gì? Trời đất ơi, tự nhiên trong một căn nhà về rồi có một nam một nữ rồi, đêm tối rồi mới lỡ có chuyện gì xảy ra sao anh, em sợ lắm. Trời đất ơi, thôi đi bà. Tôi với bà quen quá, có chuyện gì xảy ra? Chuyện nào có hàng lạ còn xây vọng quen quá xảy ra gì? Anh nói gì quen quen lạ lạ đây em? Không, ý tôi nói là tôi với chị á, dạ, quen quá, chị là bạn của thằng Thành, có gì đâu mà xảy ra sợ. Không được anh ơi, nhưng mà trời, anh Thành anh biết em ở đây như vậy nè, rồi đó ngồi với một đàn ông ở trong một đêm về, anh Thành anh buồn em sao? Trời đất ơi, thằng này nó cho bà uống cái gì mà bà mê nó dữ vậy trời? Đâu có uống gì đâu anh. Dạ. Chứ làm gì mới vậy? Trời ơi, anh dễ thương lắm. Trời đất ơi, anh perfect với em. Trời ơi, 50 năm trời em mới gặp được người đàn ông trong đời của em đó. Ảnh là My Band The Heart á. Trời đất ơi, là một nửa đời của em đó. Trời đất ơi. Dạ, coi như soulmate của em đó, là bạn và tâm hồn luôn. Anh dễ thương lắm. Trời ơi, Thành anh hiểu em lắm. Anh thấy không, anh Thành này, anh đẹp trai này, anh cao ráo đúng không? Vậy mà bao nhiêu gái trẻ qua đời anh không rung động. Mà anh gặp em lớn tuổi vậy rồi mà anh rung động liền á. Trời đất ơi, nói vậy đó hả? Ừ, tại vì anh nói cái tuổi em hợp với cái nghề của ảnh. Nghề gì? Nghiên cứu đồ cổ. Trời ơi, nghiên cứu đồ cổ, công nhận bà tôi hay ghê. Nghiên cứu đồ cổ mà nó chơi đồ mới. Thì anh không có, đừng giỡn bậy bạ nè. Anh nói xấu bạn sau lưng vậy không được, anh nói thiệt đó. Anh trời, coi như anh biết cái sắc đẹp của em lắm, thiệt anh tôn trọng. Ha, kỳ đêm mấy tháng trước đó, cái anh lên trên em, cái ảnh rủ em đi coi thi hoa hậu. Anh biết không, cái trong cuộc thi hoa hậu đó, hoa hậu đang đi qua đi lại trên sân khấu nè. Anh thì thầm vào lỗ tai em, anh nói chứ em à, nhìn lên sân khấu, một hoa hậu cộng với hai á hậu cũng không thể nào bằng em được. Anh nói vậy đó anh, trời ơi. Trời đất ơi, gặp sư tổ tôi rồi. Hai cô á hậu cộng với một cô hoa hậu không bằng chị hả? Dạ. Đúng rồi, không bằng tuổi. Anh. Trời, em bực mình rồi đó nha. Sao anh nói vậy? Sao vậy? Đây nè, vừa rồi nè, cách đây một tháng em và anh đi ăn đám cưới nè. Bữa đó em mặc áo sắc nách nha, em đánh son đỏ nha. Anh nhìn em, anh tưởng em tóc tiên á. Trời đất ơi. Trời đất ơi, bà này mới tự tin ghê. Chị giống tóc tiên hả? Dạ. Đúng rồi, nhưng mà tới gần thấy tóc bạc. Tóc tiên. Em tức anh quá à. Đây nè, trời ơi, anh không biết đâu. Anh không hiểu bạn anh bằng em đâu. Anh yêu em bằng một tấm lòng. Đây, anh vừa anh tặng cho em một bài thơ. Anh coi như là anh đặt một bài thơ mười mấy năm mới xong một bài thơ đó. Thế sao? Anh nói là, coi như là anh nói là, anh nhìn em, anh nói trái tim anh chỉ một lần mở cửa, đón em vào rồi khép lại ngàn năm. Trời ơi, dễ thương lắm. Trời ơi, tôi tặng chị hai câu thơ tiếp nè. Ô gì? Đón cô rồi tôi quên đóng cửa, cô bước vào có mấy nhỏ khác bước theo. Trời ơi, thức anh quá à. Nè nè anh nha, chắc là cái ông này là ổng không có tin vào tình yêu nè, đúng không? Chưa bao giờ yêu thiệt phải không? Chưa bao giờ có người yêu, chưa bao giờ có vợ phải không? Trời 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 đất ơi, tôi đang vui cái tự nhiên mà nói có vợ tôi nổi da gà. Sao vậy, bóng hay sao vậy? Phải chứ sao? Tôi không hiểu tại sao bây giờ người ta làm sao nha. Bây giờ tôi ra đường tôi gặp mấy cô phụ nữ toàn diện không mà tôi sợ quá. Trời ơi, phụ nữ toàn diện thì tốt chứ sao? Không phải, toàn diện khác. Toàn diện đây có nghĩa là sáng diện nè, trưa diện nè, chiều diện nè, tối diện nè. Trời ơi, diện vậy ai chịu nổi? Trời ơi. Bởi vậy thôi, tôi nghĩ đúng mà. Muốn không, muốn ngủ ngon thì đừng có vợ. Muốn không mắc nợ thì đừng có người yêu. Trời ơi, anh nói vậy rồi tiền bạc anh để cho ai? Tôi lo cho má tôi. Hả? Tôi còn mẹ già ở Việt Nam á, chị biết không? Trời ơi, má tôi ở dưới quê nha. Vậy mà tôi xây cho má tôi giữa cánh đồng một cái nhà lầu 5 tầng á. Trời ơi. Một mình má tôi ở với hai cô người làm. Trời ơi, sướng cái vậy tối đó. Cái tối cái máy đèn chạy rầm rầm cả xóm mới nể luôn á. Trời ơi, má anh sướng quá hả? Nhưng mà tôi nói anh nghe là người lớn tuổi người ta khác. Sao? Anh xây căn nhà 5 tầng á chưa chắc sướng bằng anh dẫn một vợ năm đứa con về cho bà già. Không, tôi nghĩ khác, tôi quan niệm khác. Tôi quan niệm là vợ thì mình có thể thay đổi được. Trời vợ ơi. Một, vợ hai. Còn mẹ mình chỉ có một thôi. Tôi quan niệm vậy đó. Anh gan quá. Ừ. Tôi ngồi cạnh anh mà anh dám nói câu đó anh gan ghê á. Gan quá gan luôn á. Sao không dám nói? Nhưng mà nếu mà có vợ tôi thì tôi nói khác. Nói làm sao? Nhất vợ nhì mẹ. Nó là vậy đó. Vậy tôi hiểu rồi đó. Nhưng mà tôi nói chị nghe, nói giỡn chơi thôi chứ thiệt.
tôi lo cho mẹ tôi như vậy á, lo cho má tôi như vậy á, vậy mà bà già vẫn không vui đó chị. Ủa sao vậy? Bà chỉ cần một cái thôi. Cần cái gì? Bà muốn tôi có gia đình. Đúng rồi, có gia đình chứ anh. Rồi mình lớn tuổi là ai lo cho mình, phải có vợ có con lo chứ. Cũng giống như trong hôm nay nè, đêm giao thừa anh thấy không đó, nếu mà tôi không có ghé là anh có một mình anh à, ngồi đây thấy không, buồn khổ không đó đó. Trong khi người ta ấm cúng gia đình của mình, anh ngồi buồn khổ à. Nè, nào giờ có biết cúng giao thừa chưa? Có mình làm đó chi mất công vậy đó, thấy chưa đó. Thôi giờ như vậy đi nè, bây giờ lỡ tôi lên tới đây rồi tôi xách đồ xách đạc lên để tôi tổ chức đón giao thừa đó, mà anh Thành thì anh đi về Việt Nam anh lo cho má anh rồi, bây giờ tôi ha, tôi sẽ chỉ anh cái đón giao thừa đó, biết đâu anh thấy ấm cúng nay mai anh lấy vợ rồi con vô cho má anh vui làm sao đây nè, thấy không đó. Sao bông đào đào là có rồi, thấy không đó. Ô, nhưng mà kỳ sau đó, mai được đem đào vô hả? Tôi kỵ đào lắm, cả đời tôi sẽ đưa cho mặt anh là đào không cho anh biết. Anh không thoát khỏi đào đâu cho anh biết đó, anh để đây nha, phải không đó. Ở xong rồi đây nha, nhang đèn là nhà anh có sẵn rồi phải không? Có sẵn rồi. Khi nào mà đúng đêm giao thừa thì mang nhang đèn ra, như bây giờ mình phải có trái cây đó, anh phải có ngũ quả đó, ngũ quả là năm thứ quả đây đó, anh phải có trái thơm đó, thơm để chi, để cho nó thơm tho đó, mãng cầu đó, thấy chưa, mãng cầu đó, rồi chưa, chưa thấy chưa. Rồi vậy ta, đủ đủ đó, đủ đủ đó. Rồi xài à, xài. Thấy chưa, có nghĩa là đây là thơm tho, còn này là cầu dừa đủ xài à. Rồi mình muốn cầu dư thì sao? Cầu dư hả? À, được, còn sao anh cất cái xài đi. Chi vậy? Ủa sao vậy? Cầu dừa đủ mà nó không xài là nó dư à? Hả? À. Ngộ quá à. Cất đi. Ê, ê. Sao vậy? Nhưng mà thôi. Sao vậy? Xài đi. Ủa sao vậy, sao xài chi? Xài để kinh tế Mỹ nó lên. Đúng rồi đó, được rồi đó. Anh thấy không? Nè đó, đó, trong đêm giao thừa anh bày ra, có nhang đèn anh để ra, có ngũ quả anh để ra, rồi có hoa đào đó tượng trưng cho mùa xuân. Anh cứ thử tưởng tượng đi nha. Cái ngày 30 Tết á, đó, coi như là con cái mọi nơi ở xa tập trung về tới nhà. Đúng 12 giờ đêm. Trong cái không khí tĩnh lặng đó, tiếng pháo Tết bắt đầu nổi lên. Tiếng pháo đâu? Anh phải tưởng tượng chứ, tưởng tượng đi đã. Tưởng tượng. Tưởng tượng tiếng pháo nổi lên nè. Đó. Tưởng tượng ra chưa? Đó. Ê, tôi nghe được tiếng pháo rồi đó. Đó. Đó, thấy chưa? Pháo nổ rần rang. Đó, anh bắt đầu anh chắp tay, anh khấn nguyện. Trước tiên thì anh cầu cho gia đạo anh bằng an. Cầu cho gia đạo bằng an. À, đó. Rồi xong, anh cầu cho mua may bán đắt. Cầu mua may bán đắt. Trời ơi, gì kỳ vậy chị? Trời ơi, anh vừa phải thôi, anh ơi, làm gì vậy? Tâm lại đi. Đó, rồi đó. Cầu cho mua may bán đắt. Rồi, anh cầu cho tình duyên gia đạo. Cầu đi anh. Cầu đi. Sao vậy? Cầu tình duyên gia đạo. Đó, anh ráng nha, thành tâm là tự nhiên có người xuất hiện trước mặt anh liền. Dạ rồi đó, anh tôi ráng thành tâm lắm nè. Dạ đó, rồi anh biết xong ha, coi như có lúc mà mình coi như mình chờ cho nhang đèn nó tắt đó, có hộp dưa ăn cắn cho nó vui miệng. Cắn hộp dưa hả? Có hộp dưa đây. Có ai ngồi kế bên đút vô hộp vô miệng không? Anh muốn à, tôi đút cho. Thôi khỏi vậy, khỏi. Dạ, đây nè. Không được, đây nè, anh giữ đi. Tôi xuống tôi lấy cái dĩa để gì mình cắt hộp dưa mình bỏ vô đây, bởi vì nếu mà rác đến bùng một mình quét ra là mình quét tiền ra không có được. Giữ lại nha, rồi tôi xuống tôi lấy cái dĩa cho. Đó, được chưa, được chưa? Biết cúng giao thừa rồi phải không? Oh my god. She looks so nice, ha. Huh? Hello? Trời ơi, Thành ơi Thành. Mày đó Thành. Trời ơi Thành ơi, tao thấy thấy cái cô này dễ thương lắm mà mày sao vậy Thành? Rồi mày còn chạy về Việt Nam mày làm gì vậy? Ê, tao nói rồi nha, mày không lấy người ta hay là mày không thương người ta thiệt thì mày nói chứ, để tao hy vọng mấy tội nghiệp cổ lắm á. Mày đừng có kiểu mà quơ đủ cả nắm nha Thành. Tao là tao cứu mày lần này thôi, lần sau mày đừng có cà chớn với tao nữa, rồi mày đặt bắt cá hai ba tay đó. Tao hả? Bye. Anh Thành. Thằng Thành nó gọi về, nó mới gọi về, nó nói cái nách má nó bớt rồi, với lại nó rảnh, nó đi về quê, nó ra đường, nó bắt cá nhiều quá, nó bắt cá hai ba tay luôn, nó bắt cá hai ba tay. Anh nín, anh tên Quang Minh là đúng rồi đó. Hả? Chuyên môn làm chuyện mờ ám mà. Không, tôi tên Lâm. Giấu giếm cho bạn bè nè. Anh đừng tưởng là tôi nghe vậy mà tôi không biết. Đừng có gạt tôi nữa.
Bởi vậy á, tôi công nhận á, anh cũng nói đúng một phần á. Muốn ngủ ngon á thì chồng con đừng vướng bận, mà muốn không ôm hận á thì đừng có chồng con. Mà cũng anh đó nha, tại sao anh giấu tôi? Tại sao anh giấu tôi? Rõ ràng tôi vô tôi bày bao nhiêu thứ ra, anh không nói thẳng cho tôi biết. Tôi lặn lộ, tôi bỏ má tôi ở nhà một mình, tại sao anh không cho tôi biết? Không phải. Ý cái gì? Đó thì tôi nói anh nghe nè. Có chủ mưu với tầm phạm là tội ngang nhau á, tại sao anh không cho tôi biết? Không phải thì tôi cũng muốn có người đón giao thừa thử coi sao chứ bộ. Trời ơi, muốn có người giao thừa thì đi tìm đi. Chứ đừng bắt đâu tụi nhiên anh giữ tôi lại tôi làm trò hề à. Thôi được rồi, bây giờ anh vậy nè, đó có rồi đó, có mọi thứ, có bông, có ngũ quả, anh muốn cúng gì anh cúng đi, tôi đi về. Nè, tối rồi đừng có về, đi ra ngoài đường nó nguy hiểm lắm. Không nguy hiểm nhé, tôi đi thôi, về thôi. Tôi không ở trong căn nhà gian dối đâu. Nè, không, tôi đi về á. Vậy trời ơi, phone ai đi đây? Trời ơi, má tôi. Má. Ô dạ. Dạ con gặp rồi má. Dạ con vui lắm má. Dạ con đang hạnh phúc nhiều lắm má. Chắc đây là cái giao thừa mà con nhớ đời á má. Dạ. Ô anh tốt lắm má, anh ra ngoài bến xe anh đón con về đây nè. Tụi con đang tổ chức giao thừa nè má. Con ha má. Con và anh đang ngồi cạnh nhau đây má. Dạ tụi con hạnh phúc lắm má. Má nha, đón giao thừa một mình có buồn không má? Con vui là má vui hả má? Con vui lắm má. Dạ. Hả? Má muốn nói chuyện với ảnh hả? Má ơi, bây giờ ảnh, má, chắc, má ơi, ảnh chắc anh đang bị ho má. Dạ bác. Con Thành nè bác. Dạ. Sao bác? Bác cho phép con gọi bác bằng mẹ hả? Dạ con chào mẹ. Dạ thôi thì đầu năm mẹ cho phép con mừng tuổi mẹ nha. Dạ con xin chúc mẹ được khỏe mạnh, được sống lâu với tụi con, sống trọn đời với tụi con nha mẹ. Dạ con hứa với mẹ là con sẽ thương Duyên, con sẽ lo cho Duyên suốt đời. Dạ mẹ yên chí, rồi năm mai con rảnh con sẽ đi thăm mẹ nha. Dạ con bay mẹ. Dạ thank you. You welcome. Ngộ ghê, tự nhiên hôm nay tôi nói chuyện với mẹ cô sao tự nhiên tôi nhớ má tôi quá. Cứ năm nào mỗi năm tôi cứ hứa là tôi về thăm mẹ tôi, nhưng mà rồi bận công chuyện, rồi bận cứ lưu bu, cứ hẹn, cứ để bà già chờ, rồi đón cái Tết cô đơn hoài. Tôi thiệt có lỗi quá. Thôi thì anh ráng thu xếp coi làm sao rồi về thăm bà già đi, để cho bà già đừng cô đơn trong căn nhà 5 tầng với 2 người làm. Ráng đi anh, vậy là anh cũng lo cho má anh đầy đủ rồi đó. Chứ anh nghĩ má tôi coi làm sao, anh tưởng má tôi ở Mỹ mà không cô đơn sao? Đó, tiếng là ở Mỹ gần con cái vậy đó, mà con cái đi học đi làm hết trơn à. Bà già tóc bạc như vậy mà ngày nào cũng cứ lụi cụi nấu cơm nấu nước cho con cho cháu. Anh biết không? Đây nè. Rồi mang cái tính tằn tiện ở Việt Nam qua đâu dám xài gì đâu. Cái mùa lạnh năm này nè, đợi con đợi cháu đi học đi làm hết rồi má tôi tắt máy hít liền à. Sao đó vậy? Thì sợ tốn tiền bill con cái. Trời tội nghiệp bà già dạ, không? Tội nghiệp lắm. Thôi rồi tôi cảm ơn anh làm cho má tôi vui. Thôi giờ tôi xin phép anh nha, tôi đi về. Nữa về nữa. Cho đây làm chi? Trời đất ơi, tối rồi đi về. Đó, tôi lỡ hứa với má là lo cho cô, đúng bây giờ cô về. Rồi, có chuyện gì xảy ra làm sao? Anh vừa mới nói là tôi ra đường 3 ngày, cũng không có con cha nào rờ mà. Thôi giờ khác rồi bà ơi. Khác sao? Rồi, nhưng mà
Nhưng mà nãy tôi cứu cô bằng trông thấy, bây giờ cô cứu tôi một cái được không? Cứu cái gì nữa? Giúp giùm tôi đi. Giúp cái gì? Chụp vô tôi tấm hình. Để làm chi? Gửi về cho má tôi á. Tôi post lên Facebook cho má tôi coi. Ủa, má anh có Facebook hả? Trời đất ơi, bà cha, bà chơi từng giây từng phút luôn á. Bà làm cái gì mà cũng check in hết á. Trời ơi, vậy hả? Chụp giùm tôi tấm đi. Cái này chụp hình thôi cho má anh vui thôi nha. Má anh vui thôi. Rồi đó, đâu chụp coi. Tự xử hả? Selfie tự xử cái đi. Bà con đông đúc quá, mình chụp với bà con luôn á. Chụp với bà con, cái giơ tay lên bà con. Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, cũng nhân dịp này đầu năm, Quang Minh Hồng Đào xin kính chúc quý vị khán thính giả, nhất là các bà mẹ, luôn luôn được khỏe mạnh, sống đời với con cháu. Hy vọng lời chúc này, má của Quang Minh ở Việt Nam sẽ coi được cuốn này. Dạ. Cho em đẹp xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng ra tươi à, sáng ngời. Hello everybody, how are you? Chích hết chưa? Tiện nói chích chưa cái cười hí hí à. Tôi hỏi chích là cái vụ phòng thân á, không ai hỏi vụ phòng the đâu nha. Hello. Dạ, lời nói đầu tiên, dạ em xin chào hết tất cả các quý bà và các quý ông. Dạ, chào hết tất cả các anh bóng gồng và mấy chị em bóng lộn. Chào mấy bé ngộ ngộ cũng như những người đứng đắn đàng hoàng. Dạ, nói chung là chào hết họ hàng bà con thân quyến. Xin chào bà bán miếng và chú bán phở bò. Chào chị lái đò cũng như anh chạy tài xế Uber. Chào hết tất cả các bà mẹ bế con thơ. Hello đến các doctor thích thắt cà vạt. Và chào các bác lượm rác ăn bận bình bình. Nói tóm lại tình hình là em xin chào hết tất cả. Lời chào trân trọng như lời chúc sức khỏe. Em quăng nụ hôn quá mà có người né vậy đó hà. Em nói trước, dạ em không phải là người đẹp nhất. Em chỉ đẹp nhì thôi. Nhưng mà ai giành hẹn nhất với em là em ghim người đó đó. Dạ thưa quý vị, chào đón quý vị đến với game show Quý Bà Độc Thân ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tôi là Pink Spider. Pink là gì? Dạ Pink là hồng. Spider là gì? Dạ Spider là nhện. Nhện nó làm gì? Nhện nó giăng tơ. Và tôi là Mr. Tơ Hồng. Dạ Mr. Tơ Hồng, dạ ra chào đón quý vị đến với Quý Bà Độc Thân. Chương trình đã được tài trợ bởi công ty IHL. Dạ như quý vị vừa thấy, IHL là gì? Yêu hoài tâm à, dạ không, yêu hoài lương. Dạ thưa quý vị, em là Mr. Tơ Hồng, chuyên gắn kết xe duyên mai mối cho tất cả những quý bà, quý cô, quý em gái, quý mother còn single mà muốn có bồ thì hãy đến với chương trình. Ngày hôm nay chương trình trên phát sóng này, chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu và được xe duyên một người rất đặc biệt. Xin quý vị chào đón cô Carol Nguyễn Thị Cúc. Carol Cúc xin nghiêng mình kính chào quý vị khán giả. À, trời ơi, nhảy hảy 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 cái anh chạy nó biến vớt vớt lên á. Dạ thưa quý vị, dạ thấy vậy không? Dạ đây trước mặt quý vị một người phụ nữ yểu điệu thục nữ như vậy thì người ta thường nói quân tử rất háo cầu. Dạ xin lỗi, với có ai háo cầu không à? Có không? Hả? Cái gì vậy? Ta quân tử mà sao có bà nào ở dưới đó? Có nó vậy? Dạ hả, có anh nói nhảy lầu luôn hả? Dạ dạ thưa, trời chị ơi, chị đẹp quá, chị xinh quá và chị rất là tươi. Of course em. Yeah. Em khen chị xinh thì giống như là người ta nói nước biển mặn quá vậy đó. À.
tất nhiên rồi, bắt buộc. Ồ dạ, dạ đúng, dạ, dạ. Em mời chị ngồi ạ. À, dạ. Rồi. Dạ thưa quý vị, nếu mà tôi không nói thì có thể là quý vị sẽ không biết, vì ngồi trước mặt quý vị đây là một nữ công nhân và một nữ doanh nhân thành đạt. Thank you. Dạ, chị là chủ của một chuỗi tập đoàn bán sâu chuỗi. Dạ thưa quý vị, rất hợp cho nhiều lứa tuổi. Đặc biệt ngày hôm nay nếu quý vị mua một sâu chuỗi sẽ được tặng một cây nhang mũi. Dạ, mua 10 sâu chuỗi sẽ được tặng một voucher đi sửa mũi. Mũi mình mũi thiệt hả chị? Of course em. Chị theo cái chủ nghĩa coi như là Mother Nature. Thiên. Dạ đúng, dạ. Mother là mẹ và Nature là thiên nhiên. Thưa quý vị, mẹ của thiên nhiên, má của thiên hạ. Chị chị cảm ơn em. Chị chỉ nhận là mẹ thiên nhiên thôi. Dạ. Chứ còn má thiên hạ thì chị không dám đâu. Dạ. Chúng nó chửi chị chết em. Dạ mà. Không, chúng nó đập chị chết. Dạ thưa chị, nếu mà thật sự với em nhìn thấy chị là một người phụ nữ nè, có sắc đẹp nè, có trí tuệ nè, có tiền bạc, có danh vọng, là nói chung là con mẹ gì chị cũng có hết. Thì có nghĩa là tóm lại là ý là em nói là chị vô duyên, đến giờ này chưa có chồng đúng không? À, dạ tại sao chị chưa có mà chị đến nhờ chương trình đó. Có thời giờ cho chị tâm sự với khán giả tí dạ, không em? Spotlight này là của chị, mời chị. Thank you. Yeah. Thưa quý vị thế này, khi mà tôi tới chương trình này có nghĩa là tôi độc thân. Yeah. Mà độc thân có nghĩa là tôi không phụ thuộc vào ai hết. Và mọi người thường nói là người phụ nữ đẹp nhất khi mà họ không phụ thuộc vào ai. Và tôi sống theo cái suy nghĩ đó rất là lâu, cứ lo đi làm đi ăn thôi. Cho đến một ngày rất gần đây, khi mà tôi vừa mua một cái xe hơi hiện đại mà tôi còn chưa biết sử dụng như thế nào nữa, thì tôi còn nhớ 3 tuần trước, cái lúc trời Cali nó đầy sương mù, thì đêm đến tôi lái xe về nhà, tự dưng sương mù phủ dày đặc hết, tôi còn không thấy cái gì hết. Nhìn đằng trước không thấy đèn xanh, nhìn đằng bên này không thấy đèn đỏ, nhìn sang bên đây không thấy đèn vàng, có nghĩa là đèn giao thông không thấy gì hết. Tự dưng lúc đó tôi cầu mong là có một người đàn ông nào đó ngồi cạnh tôi trong xe, chỉ tôi một cái nút nào đó để nhấn cái nút đó nó xịt ra nước. Chị, đàn ông nào mà nhấn cái nút nào nó xịt được ra nước hay gì chị? Không, là vì cái xe mới mua có biết sử dụng chó đâu, cho nên là nhấn cái nút để nó xịt nước để mà rửa kiếng xe đó mà ha, để chạy về nhà. Trời ơi, cho rõ, trời ơi, tự nhiên nó là nữ đàn ông. Trời ơi, đàn ông có cái nút nào đó nhấn cái nó xịt nước ra. Trời ơi, nghe thấy phê quá. Tôi nghĩ anh rảnh hơn mà. Dạ không, em không có biết gì đó chị, em chỉ là người host của chương trình thôi. Chị rồi chương trình đến đâu rồi? Dạ thưa chị, bây giờ em hỏi chị như vậy. Vâng. Thế thì chị muốn kiếm một người chồng như thế nào ạ? Thật ra tôi cũng chả cần chồng. Không lẽ chị kiếm vợ? Không, ý là không phải là chồng đâu, mà chỉ cần một người đàn ông bên cạnh mình thôi. À, chị muốn kiếm một cái người đàn ông có thể là coi như là khóc khi chị vui và có thể cười vào bản mặt của chị khi chị buồn. Sao giống người cũ của tôi thế? Ủa vậy hả chị? Trời ơi, tôi buồn là nó cứ cười vào trong mặt tôi đấy. Oh, I'm sorry. Không, ý là tôi cần một cái người đàn ông nó sâu sắc hơn. À. Ví dụ chẳng hạn như là có thể làm cho tôi phát khóc vì sung sướng. À. Hoặc làm cho tôi vui khi mà tôi buồn. À. Có nghĩa là tôi cần một người đàn ông buồn cười ấy. Cái đấy khó à? Tiêu chuẩn đấy khó à? Không, 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 không khó. Dạ, chị muốn kiếm một người đàn ông buồn cười đúng không? Vâng, vâng. À. Dạ, thưa quý vị, dạ đến với chương trình Quý Bà Độc Thân thì quý vị em phụ nữ cứ yên tâm. Quý vị ra điều kiện gì, tiêu chí gì thì chương trình chúng tôi sẽ kiếm được một người để phù hợp cho quý vị. Ồ thế và à? Thưa chị, ngày hôm nay mời chị ngồi. Vâng, vâng, dạ, nghe nôn quá. Sẽ bắt đầu qua cái chương trình làm quen, em sẽ chuẩn bị giới thiệu với chị người chơi đầu tiên để đến gặp gỡ với chị nha. Nghe nói là coi như là chương trình là tuyển lựa kinh khủng lắm thì vâng, hôm chị nay trời cũng mong làm sao mà tìm được ý trung nhân. Rồi, bình tĩnh. Xin quý vị giúp chúng tôi một tràng pháo tay chào đón người chơi đầu tiên, Mr. Golden đến từ San Francisco. Xin kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Love you. Thank you, thank you, thank you very much. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi,
quá anh ơi, trời không thấy đường luôn anh ơi. Trời, chói quá. Em đuôi chưa em? Dạ gần đuôi thôi anh. Ờ vậy là em hên đấy chứ người khác nhìn vào đấy là không phải đuôi mà là lọ chồng đấy em. Lọ chồng là hai con mắt rớt ra và toàn ten toàn ten toàn ten vậy nè. Dạ lụm nhét vô lại xài đi anh. Không xài được đấy em, cứ đi vậy nè em, đi vậy đó. Em hiểu chưa? Dạ dạ. Ủa à, cái gì nữa? Who is it? Yes. Who is it? I am a pink spider. What? Pink spider. Pink spider. Yes. Sao nó đi bình thường vậy trời? Ủa chứ làm sao? Spin by đời là phải đi vậy nè. Sao mà giống con cóc thế? Sao giống con cóc thế? Em thấy giống con đười ươi hơn. Chính xác thôi. Who is it? MMC ơi. Dạ. Who is it? MMC, what is it? No, who is it? No, what is it? Calm down. Sit down. Everyone sit down. Okay, okay. Okay, okay, yeah, okay. Okay. Yeah, yeah, please. Okay. Yeah. I take easy. Yeah, please. I calm down. Yeah, right. Calm down. Tơ hồng, tơ hồng. Yeah, yeah. Who is this? You, calm down. Okay, sorry. Sorry, sorry. Okay. Tơ hồng ơi, cho chị rút đơn lại được không em? Trời ơi. No, no, no. Ngồi xuống. I understand. Yeah, 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 yeah. I calm down. Okay, good. This is Karen. Oh, hi, Karen Kim. Dạ không. This is Karen Nguyễn Thị Cúc. Oh, Karen Cúc. 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 No. Not E. À, con Cúc. Em, chị về ngay, không chịu nói rồi, trời ơi. Lỗ mạng, về ngay. Chị vô game nè, chị. Come down, come down. Come down, sit down, please. Trời, coi cái tướng. You. Come down, come. Sit down. I down. You down, not up. Okay. Okay. Cool. Yes, cool. Cook. You speak other language? Oh, I speak two languages. Chị ơi chị, giàu có mà nói hai thứ tiếng luôn chị. Yeah. Thông minh nữa chị, chờ chút xíu. What two languages you speak in? Việt Nam lờ và Việt Nam rạc. Yeah. Okay. Vietnamese rạc, please. Vậy đi cho nó đỡ mệt, nãy giờ mệt quá. Nãy giờ sao không nói ra cho rồi? Oh, em đẹp quá em ơi. Không. Anh ơi, anh giới thiệu anh thèm ấy. Trời ơi, ông đẹp quá. Trời ơi, cái giờ nhìn tôi cứ như là vịt quay vậy anh. Thôi. Dạ, em không đẹp em ơi. Yeah. Phải giới thiệu như thế nào đã? Dạ, mình giới thiệu về mình đi anh. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi Trần Giang. Hết rồi. Ngắn gì trời, ta giới thiệu hết rồi tự nhiên ống mỏ gì vậy trời. Sao ngắn thế? Anh ơi, sao cái tên anh nó ngắn như cái con người của anh vậy anh? Thế thôi, Trần Vàng. Trần Vàng mà sao mình đeo hộp xoàn quá. Mày có bị điên không, mua vàng cục đeo lên cho tao nói mày điên hả? Dạ. Vàng bán mua hộp xoàn. Hộp xoàn là cân ký không đó nghe em. Ok. Dạ thôi, giờ phút thiêng liêng này là của đôi trẻ. Dạ mời anh chị tìm hiểu với nhau. Dạ. Cưới luôn đi em. Hả? Sao? Mình cưới luôn đi. Sao vậy? Anh ơi, anh em đẹp quá mà. Anh ơi, anh làm gì mà. Anh mà... thèm đó. Nhưng mà anh cái gì vậy? Mắt anh long sòng sọc lên kinh á. Anh ơi, dạ anh mình... có biết gì? Cái gì vậy? Cưới. Cái gì đi? Không đâu. Không đâu. Anh có biết anh em ơi. Anh dạ mình chưa có là... biết gì nhau hết. Anh có biết em là ai đâu là. Anh có biết em là ai đâu mà. Cái bản mặt bà mà ai không biết. Nguyên cái kali ai không biết bà. Trời thì đúng không mọi người, đúng không mọi người? Đúng rồi. Trời đất ơi. Tới năm tôi hỏi tiếng trả rạp khai bà hết rồi. Khai là hết rồi. Được rồi anh. Hồi xưa là để ý lâu rồi. À. Mà không có dám nhào vô. À. Bây giờ rảnh rồi mới nhào vô nè. Giờ bà rảnh rồi. Em là... đẹp quá rồi. Trời ơi, như vậy là cô tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa rồi. Trời ơi là trời ơi.
Lan Giang. Sao? Em lấy Cúc lấy vàng đi, Cúc sẽ có cục vàng. Thôi mà hai đứa mình mà lấy nhau là ông bà độ lắm. Sao thế anh? Trời ơi, em thấy bàn thờ cúng toàn cúc vàng không đó em. Không lẽ giờ anh chị lấy với nhau, ngày hôm trước ngày hôm sau chắc lên bàn thờ ngồi hết quá. Em ơi. Nó có duyên dễ sợ. Em hả? Em làm gì trong đêm nay vậy? Dạ em là producer host của chương trình đó anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhiêu tiền hả? Dạ nghe nói chị Thủy trả 5,000. Lát anh cho em 10,000 em im miệng từ đây tới tối luôn nha. Dạ 10,000 em im luôn 2 đêm. Dạ. Anh gan quá, anh ta là producer host chương trình. Em mà im là chắc anh lấy được chị á. Ờ anh nói chơi thôi chứ anh cũng sợ bị chửi chứ bộ. Không thôi, đủ giờ chưa dạ? Không em ơi. Sao? Bây giờ em phải lấy anh. Lấy rồi nhưng mà em lấy anh thì em phải em làm cái gì? Làm vợ chứ không lẽ làm má. Trời đất ơi. Lấy nhau đi Cúc. Anh đẹp quá. Anh ơi anh. Hả? Sao cái lời nói với cái khuôn mặt anh nó hai cái nó không có đi đôi với nhau ha? Không bao giờ đi được em. Anh ơi dạ hết giờ rồi anh ha. Giờ làm quen hết rồi dạ em mời anh bước vô trong. Hết rồi dạ. Dạ vô đợi hả? Dạ vô đợi anh dạ cái phần làm quen là hết rồi. Dạ. Đây em còn hai người tới nữa nha anh. Hả? Còn hai đứa nó thi với anh nữa hả? Dạ dạ đúng anh. Cái gì vậy? Vậy là anh rớt chắc. Không, bây giờ anh nói em nghe, anh kinh nghiệm nhiều lần rồi. Bây giờ một lát hai đứa thí sinh kia vô, em làm sao em loại hai đứa nó đi. Hết chương trình, anh cho em 50,000. Cho em 50,000 hả? 50,000. Cầm cho nguyên cái vàng này luôn. Hả? Em không tin đâu anh ơi. Dạ. Anh deposit cho em liền. Đừng cho ai biết nha. Đưa tay đi, đưa tay. Deposit đi. Thầm đi, đừng cho ai thấy. Làm gì nặng như bài cào vậy ba? Không, tại vì em biết nói 50,000 deposit nhiêu mà sao thấy nó mỏng mà nó nhẹ quá. $5 đó. Hả? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Lòng tin thôi em, có lòng tin. Đi vô trong. Ừ, anh vô nha. Nhớ nha, loại tôi nói ra nha. Mọi người ơi, nhớ ủng hộ em nha. Em đẹp quá em. Trời ơi. Trời ơi, anh ơi, anh vui luôn, anh đi về nhà luôn anh ơi. Trời ơi, thật chết rồi. Chị sao em bảo em tuyển sinh kỹ lắm mà rồi. What is it? Trời ơi, ghê quá. Có, dạ, chị bình tĩnh đi, chị còn dạ. hai người chơi nữa nha. Chị hy vọng người thứ nhì. Chị dạ, hy vọng người chị thứ nhì. Dạ, chờ đi. Rồi. Dạ, thưa quý vị, đó là phần làm quen gặp gỡ của Mr. Golden. Và thưa quý vị, xin quý vị một tràng vỗ tay giúp em một tràng vỗ tay chào đón người chơi thứ hai. Chiều nay mưa trên phố Huế, chiếc giang hồ không bên người, mà mưa sao vẫn rơi. Đủ rồi anh. Trời ơi, cái tướng này, cái ba đì này mà leo lên cái con xuồng chèo chắc tháng sau nó mới qua tới bờ sông Hương. Chưa qua kịp và nó chìm xuồng mẹ nó rồi. Và thưa quý vị, và người đứng kế bên em, và người chơi tên Danh, tên đầy đủ là Lê Vô Danh. Đời của chuột. Dạ. Tụm nè. Hả, cái gì vậy? Dục mày treo. Có sao mày tách ra. Làm gì nữa? Lên bờ hả? Lên bờ đi. Nó... Cái gì? Lên bờ mày muốn thiệt có động đất luôn vậy đó hả? Thưa quý vị, và anh Danh, nickname ở Mỹ tên là Fame Hữu Danh. Dạ chào anh. Dạ anh mời anh chào với bà con, những người chờ bà con ở đây ạ. Danh xin chào mọi người. Bụng mới mua lạ rùng rồi, chưa có người yêu, hôm nay đến đây để rước người yêu. Dạ chúc anh nhiều may mắn. Người yêu tôi mô. Dạ người yêu anh đứng đằng sau đây. Dạ. Ô, đúng là nàng rồi. Đêm đêm ta từng nằm mộng, người thương sẽ đến với ta trong một lần chèo ghé trên sông. Mà nàng ơi, có nghe ta nói gì không? Chú cha mà ơi, trai Huế đây rồi, trai sông Hương núi Ngừ đây rồi anh ơi. Hời em mà đỏ hồng đào. Hả? Lộn. Hời em mà đỏ hồng hồng. Dạ. Liệu em có muốn làm chồng của anh? What? Trời ơi. Lộn, tôi lộn. Trời ơi, anh ơi, làm sống Diệp Thành mà anh cứ lộn hoài vậy trời ơi. Nhiều lộn rồi anh. Hơi em mà đỏ hồng hồng. Dạ. Liệu em có muốn người chồng như anh? Ờ, cái này đúng nè. Thủ hôn, thủ hôn. Dạ,
Em đây xin trả lời anh, nếu anh nằm ngủ banh cái giường em giường em vững chắc kiên cường, anh mà nằm xuống sập giường em luôn. Em sorry. Rồi thì em liều mà xem, anh nằm trên nợ còn em xuống sàn. Vậy xin anh nói chuyện đàng hoàng, em thân phụ nữ bạc vàng nâng niu. Biết em đang kiếm người yêu. Dạ. Thấy thương anh mới chột điếu hàng tôn. Trời ơi. Ngắm em dặn đứng trên cồn, hiu hiu gió thổi vào. Cắt. Cắt. Cắt liền anh ơi. Không cắt được, không có nọ không ra được. Phải có nọ mới ra. Anh ơi. Em ơi, chị xin rút đơn chị đi về. Nghe anh ơi. Mình đã đang trên sóng truyền hình đó anh. Làm thơ phải né dánh phần ồn, hiểu không? Dạ mình phải né cái phần ồn đi anh ơi. Dạ. Nghe tôi lên thơ nè. Dạ, dạ làm đi anh. Ngắm em dặn đựng trên cồn. Dạ. Hiếu hiếu dọ thôi vào hồn ngất ngay. Ôi trời ơi. Phủ hồn, phủ hồn. Trời ơi tót mồ hôi luôn quý vị. Trời ơi chết chết rồi. Tót mồ hôi. Dạ. Dạ rồi cảm ơn anh. Dạ. Anh muốn nói gì nữa không anh? Anh muốn nói gì nữa không anh? Yeah. Này chứ anh chỉ đùa thôi. Yeah. Mong em đón nhận đôi lời vắng chương. Anh đây chẳng biết phô trương, mà anh chỉ biết yêu thương thật lòng. Hay quá. Mong em hãy lấy làm chồng. Mong em hãy lấy làm chồng. Yeah. Rồi về hầu hà mà chồng tuổi cao. Sao sao anh đâm ngoài ta. Này giờ em thấy sao sao. Lấy chồng mà phải báo luôn mà chồng. Anh ơi em nghe nói là mẹ o mẹ mẹ Huệ khó lắm. Nếu mà dâu về mà không đạt được con trai á, là coi như lý gì luôn đúng không anh? Đúng, đúng không anh? Ai mà nói cái đấy là hết sức bày bà. Quả bày bà. Bởi vì anh đây là con trai Huệ thuộc dòng dõi hoàng tộc. Dù. Mà trong gia đình của anh, người phụ nữ luôn luôn là số 1. À. Vì thiên chức của người phụ nữ là để duy trì giọng nòi. Dạ đúng. Không có bà nội anh làm răng mà có ba anh. Đúng, đúng. Đúng. Không có bà ngoại anh làm răng mà có mà anh. Đúng, đúng. Rồi. Mà không có mà anh làm răng mà có anh. Đúng luôn. Cho nên phụ nữ là số 1, phải không mọi người? Đúng quá rồi. Trời ơi, phụ nữ dỗ tài quá. Mấy phụ nam cũng dỗ luôn. Em ơi. Dạ. Cho nên em lấy anh về rồi á. Dạ. Em đẻ con Chí cũng được. Anh muốn em đẻ con Chí. Trời ơi. Là con nào mà chẳng là con. À rồi rồi, rồi em hiểu rồi. Dạ. Gọi là coi như là con trai cũng được, con gái cũng được, đúng dạ. không anh? Đúng. Dạ, coi như là cái phần mà cái như ngày anh... xưa đồ này nọ là mình cắt hết đúng không anh? Hết mà anh đi. Ơi, anh là hoàng gia mà sao anh phóng khoáng quá? Chắc là anh tự hào về cái dòng dõi của anh lắm đúng không? Đúng. Anh thuộc dòng dõi. Trâm anh phế liều. Chuyện gì nữa? Trâm anh thế phiệt. Thế phiệt là ngày xưa rồi. Biết chứ phệ liều mày ngón đi. Răng của anh sao? Thấy cái ly cà phê không? Dạ. Rồi. Uống xong dục vào thùng rác. Mọi người thấy nó là rác, nhưng tôi thấy nó là tiền. Tại sao vậy anh? Bởi vì công ty của tôi là King of Recycling. Ồ, dạ thưa quý vị, đây vua rác. Vua thu mua phế liệu. Dạ. Là cha đẻ của thùng rác màu xanh bảo vệ môi trường. Hay quá. Quá. Trời ơi, anh ơi. May mắn là anh là cha đẻ của thùng rác màu xanh. Như thùng rác đen hẳn thủi lắm anh ơi. Dạ thưa quý vị, ngày xưa Trâm Anh Thế Phiệt là danh gia vọng tộc. Còn ngày nay, dạ Trâm Anh Phế Liệu, danh gia lượm bọc là tôi. Ôi hoàng tử rác của lòng em. Anh không phải tên rác. Anh tên gì? Anh tên là danh. Dạ. Cho nên người phụ nữ trong gia đình anh là số 1. Dạ. Khi em lấy anh về rồi á, bao nhiêu rác rưởi em ăn hết. Răng mà em ăn được rác hả anh? Không phải như rửa. Anh danh. Nói nghe nè, cơm xong cho ăn mà tự nhiên ăn rác gì trời. Không phải như rửa. Ý của anh là em về quản lý công ty rác của anh. Rồi em quản lý công ty rác rồi anh làm chi? Anh làm thơ em soạn rác. Dạ thưa quý vị, dạ phần làm quen của người chơi thứ hai, anh Lê Vô Danh đã hết. Dạ cảm ơn anh. Mọi người ơi, mình chồng của tôi nha. Không đã còn sánh vào về mới chưa? Dạ em cảm ơn anh. Giờ chồng anh nha, anh đi. Anh đi về đây nè. Anh đang vô đây chờ đợi. Anh lại lồn nữa rồi. Trời ơi. Tôi lồn. Anh lại lồn quá. Trời ơi, anh lộn hoài vậy trời. Trời ơi, em ơi. Cái chương trình này sao tuyển sinh kinh khủng quá. Trời ơi.
Và cuối cùng anh cũng đã vào trong. Và còn phần quan trọng là phần quảng cáo. Quảng cáo là cái gì hả em? Dạ, phần quảng cáo chị. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn công ty tài trợ IHL đã đến và bảo trợ cho chương trình Quý Bà Độc Thân. Dạ, thưa quý vị, dạ, trên tay của em đang cầm hai hũ kem ngày và đêm. Dạ, đây nó gọi là M5 trắng da, M8 trắng da, sức khỏe thăng hoa. Một lần nữa, dạ, giờ quý vị ủng hộ giùm cho công ty IHL. Trên tay đây là hai hũ kem ngày và đêm rất quan trọng, M8 trắng da, sức khỏe thăng hoa. Cây kiều và phần quảng cáo đây đã hết. Yeah. Hay quá. Dạ, ôi chết cha, trời ơi em còn thấy cái này nữa, em vừa nhìn thấy chị. Dạ, thưa quý vị, dạ em xin trở lại phần quảng cáo tiếp tục để không mất thời gian của quý vị. Trên tay của em đang cầm, dạ, một hộp và nối mi dài. Dạ, cái này là xích lên, mi sẽ dài ra. Và một người phụ nữ khi có một cặp lông nheo dài thòn lòn ra thì cặp mắt sẽ được long lanh, lung linh, lấp lánh và rất lộng lẫy. Chính chị xác nên mua, chị chính nên xác. Mua một thùng. Chính xác em. Dạ. Một lần nữa cảm ơn công ty IHL đã đến tài trợ cho chương trình Quý Bà Độc Thân. Và thưa quý vị đã sẵn sàng gặp người chơi thứ ba chưa ạ? Dạ, chưa. Xin một tràng pháo tay chào đón người chơi thứ ba đến với chương trình Game Show Quý Bà Độc Thân. Chị chọn luôn rồi em ơi. Hả? Chọn hết rồi, cho hai ông kia đi về đi. Cái này mới là người, hai ông kia là ngợm em ơi. Thôi được rồi, chọn xong rồi, xong rồi, xong rồi. Không, không, được chị. Sao thế? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mình phải kiềm hãm thú tính chị ơi. Dạ, dạ, mình phải fair play chị. Trời ơi, fair cái gì mà fair. Please, dạ, yeah, sit down please. Vâng, yeah. Vâng. Và thưa với quý vị, người ngồi kế bên quý bà đây, một anh chàng trai họ Hứa. Trời ơi, con ma nhà họ Hứa. Nhưng mà dạ, đây là con trai nhà họ Hứa. Dạ, con trai nhà họ Hứa. Nghe cái tên thôi là biết chị hơn rồi. Sao em? Tên dạ, xin mời một tràng pháo tay cho người chơi Hứa đang lên. Anh Hứa là anh phải lên đó nha. Không có biết có bà con gì với Đan Nguyên không nữa. Nghe đang lên, Đan Nguyên. Dạ, thưa quý vị, dạ, anh đang lên 10 tuổi, gia đình đã cho học võ. Oh. 14 tuổi, dạ, sau khi múa quyền 4 năm đã chuyển qua múa ballet trong trường high school. Oh, hay quá. 18 tuổi, dạ, sau khi múa ballet một thời gian, anh đã là đội trưởng của đội bóng. Hả? Cái gì em? Dạ, đội bóng rổ in college, chị. Oh. Đó, cắm xuống hàng nè chị. Em dạ, đọc luôn là bóng rổ, đi bóng dừng lại làm gì giật bắn cả người. Dạ, dạ thưa quý vị, 22 tuổi, dạ, sau khi chơi bóng một thời gian, anh đã là sờ cu. Dạ, security. Xuống dạ, hàng nữa à? Dạ, xuống hàng nữa chị. Sao dạ, xuống hàng mạnh thế? Hiện bây giờ, dạ, anh đang lên đang là security của nhà băng. Ôi, nhà băng hay quá. Dạ, thưa quý vị, giờ phút, dạ, thiêng liêng của anh chị, dạ, mời hai anh chị. Ôi, thật sự nha, nha. Tôi thật sự là tôi giận bố mẹ tôi ghê lớn, gớm lắm á. Cái gì mà xanh tôi sao xanh sớm thế, không biết nữa. Người ta mới có 22 tuổi á. Anh, sao mà anh trẻ thế hả? Anh phải trẻ, thì anh mới bù đắp được sự già nua của em chứ. Không sao, không sao, không sao. Người miền Tây chân thật, chân thật. Tha thứ, đẹp trai là tha thứ. Ý anh á, anh phải trẻ thì mới bù đắp được sự già dặn kinh nghiệm của em. À, già dặn kinh nghiệm thì được. Già dặn rồi. Cảm ơn em. Tuy là em lớn anh có 20 tuổi à. Nữa. Nhưng mà không thành vấn đề. Anh nghe nè, 52 trừ 22 là 30 tuổi á. Cái gì? 30 hả? Già dữ vậy. Trời ơi chị, em 30 mà em thấy chị vẫn còn tươi xanh nha. Nè, em nói cho anh biết nha, nãy giờ cứ nhắc con số hoài rồi. Em mặc cảm tự ti lắm biết không? À, dạ, dạ. Sao tự ti? Phụ nữ như em phải tự hào mới đúng á. Làm sao? Bây giờ anh giới thiệu, ví dụ cho em nè. Ừ. Anh với em mình đi ra đường á, cái bà con cô bác nhìn vô nói: trời ơi bà này bây giờ cú đế mà bà có con bồ ngon là thấy ớn à. Lúc đó ai tự hào? Em tự hào. Anh nói tự ti nè. Trời ơi, cái gì ti trời ơi. Nhưng mà nói đúng nha. Để nói cho anh biết nha, nãy giờ em tha thứ dữ lắm đó, đừng có bắt em tha thứ nhiều nha. Em nực lắm rồi anh biết không? Nực lắm rồi. Đó. Không biết anh biết không?
chứ tôi hiểu tâm lý phụ nữ hơn bác sĩ phụ sản. Trời đất ơi. Có. Làm sao? Phụ nữ tuổi này á dễ nóng nực gần gần dữ lắm. Cái này người ta gọi là bị hot flash nè. Trời. Đúng không quý vị? Cái gì vậy? Thôi mà anh hú hú làm gì? Em ơi. Bộ đang nó ba bộ đang hot flash sao vậy? Nó nghe nè. Anh ơi, hết giờ rồi anh. Dạ. Khoan khoan. Không. Bây giờ em thấy giận quá cho tôi kể chuyện cừ cho con nghe đi. À, thôi cho kể chuyện cừ đi lẹ lên. Rồi. Mẹ em ơi, hả? Anh kể chuyện cừ vui lắm á. Anh hỏi em gan của em là gan thiệt hay gan giả vậy? Tại sao vậy? Anh kể chuyện cừ mà em cười gian cái hồng gan giả ra là quê sệ nha. Vô liền. Hết giờ. Cái gì vậy? Chạy số mà cái gì chạy có súng chạy có súng. Cái gì vậy? Trời ơi. Hả? Anh ơi, anh ơi, dạ, anh ơi em cứ đi lộn chương trình ông anh đây là quý, anh đi đâu vô đây vậy? Dạ, em im. Biết tôi lấy không? Dạ không, anh là ai vậy? Chồng của cô ta. Anh ơi, cái này là quý bà độc thân là người ta single nha anh. Chồng cũ. Mẹ xạo. Chồng cũ đâu mà xấu quá vậy? Ông kia ông đẹp lắm đúng không? Anh ơi, bây giờ nó nghe nè, bình tĩnh, bình tĩnh. Biết rồi, biết rồi. Muốn cái này là... Cái này là thử thách đúng không? Dạ. Trong game show này đúng không? Trời đất ơi, vậy mà không nói sớm. Trời, mày đặt dĩa xuống nữa. Trời, tao đâu có sợ đâu. Trời ơi, chị không... Trời, sao nó lạnh dữ vậy? Trời ơi, mùi khét. Thế sao vậy? Ê, đây. Anh, bây giờ, nè, nghe lời em. Bây giờ, bình tĩnh. Mình muốn cái gì chuyện đâu còn có đó anh ha. Rồi, muốn cái gì nói? Hồi nãy đánh bài thua quá, giờ muốn 100 ngàn. Hả? Trời ơi, tưởng gì 100 ngàn, một chút tôi ký cái chết cho anh liền. Ngay bây giờ. Để tôi. Anh làm gì? Alo mà hả? Mà có tiếng mặt không? Déo hả? Có déo không? Không. Không có lắm đó mà được. Ôi là trời. Có nhà có tiền không? Dạ ai? Dạ. Gì nhìn tôi cha? Tôi làm bảo vệ mà làm gì có tiền. Nhưng mà Phúc ơi, dạ. Em yên tâm, tuy anh không có tiền nhưng mà anh có tuổi trẻ. Mà tuổi trẻ anh yêu là liều mạng nha. Dạ. Lục phủ ngũ tạng này ai mua tôi bán. À, trời ơi, bán hết lục phủ ngũ tạng. Có bán thân không? Vô duyên. Lần này em thấy anh có duyên nha. Được đó rồi. Dạ, và đó là câu trả lời cuối cùng của thử thách game show ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Xong chưa? Dạ, hết rồi, vô trong chút lãnh tiền. Rồi, vậy đi. Nó thử thách. Ủa là súng giả thiệt á hả? Dạ là súng giả thiệt. Là thử thách làm cho tôi. Thưa quý vị, trên tay tôi là một đóa hoa cúc. Tôi sẽ trao cho người phụ nữ này. Và chị cảm nhận ai sẽ là người đem hạnh phúc, đem vui vẻ, đem niềm vui đến cuối cuộc đời của chị. Dạ. Chị hãy trao đóa hoa cúc này cho một trong ba anh chàng trai đây. Em mời anh Hồng Xoàng, Trần Giang. Trong đùng đó vô đi. Em đẹp quá rồi. Em cảm ơn anh đã khen em đẹp. Hồi nãy em đếm nguyên trong suốt chương trình chơi là tới 28 lần khen đẹp luôn á. Nhưng mà em nói nghe nè, hôm nay em đẹp, ngày mai có người khác đẹp hơn thì anh có bỏ em đi theo người khác không? Cho nên á, tình yêu á, cái đẹp nó không có giữ được tình yêu đâu. Tình yêu nó cần nhiều thứ khác nữa. Em xin lỗi anh nha, là em không có đến anh được đâu. Thôi, xin chào anh. Em hết đẹp rồi em ơi. Kỳ duyên đẹp hơn. Em đẹp quá kỳ duyên đó. Trời ơi. Dạ còn anh Danh đây ạ. Dạ. Đúng là người con gái của anh rồi. Đúng rồi anh ơi, nhưng mà anh thì rất là có hiểu. Lúc nào cũng mà ơi, nhưng mà em nói anh nghe nè. Em làm ăn suốt đời em rồi. Bây giờ về với anh giao rác cho em làm ăn nữa. Em mệt lắm, chúng ta không có thời gian bên nhau. Mà không có thời gian bên nhau là dễ chia tay lắm. Cho nên thôi, em xin lỗi anh. Dạ, em không thể tới với anh được nha. Em không lấy thằng mập đi hả? Sao giường anh ơi. Thì tôi về, có ai lấy tôi không? À, đi đường này, đi đường này. Dạ. Nữa, đi đường. Rồi tự động bước qua luôn hả? Còn có tôi à? Còn, dạ. Quý vị thấy em và anh xứng đôi không quý vị? Người ta nói là cánh cửa này đóng rồi có cánh cửa khác mở ra đúng không quý vị? Dạ, đẹp, đẹp trai, trẻ trung, sinh động. À, nhưng mà thưa với anh, yêu một chàng trai trẻ đó, đối với những cô gái thích thử thách, những cô gái thích phiêu lưu thì đây là một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nhưng mà đối với tôi thì
Tôi rất sợ cái cảm giác là phải suốt ngày gồng mình lên để giữ người mình yêu. Em không chọn anh hả? Em sẽ không chọn anh. Dạ. Anh có thể về, đi học, đi làm, tìm một người nào đó xứng đôi vừa lứa. Bởi vì em nghĩ là bất cứ một người mẹ nào cũng đều muốn con mình được hạnh phúc. Chào anh. Chàng ơi, vậy mà cũng không cua được nữa. Người ta nói tôi vô duyên là thiệt mà. À, xong show chưa em? Dạ, dạ. Mệt quá, mỏi chân quá em ơi. Dạ, dạ. À, trời, khát nước quá, em có dạ. thể cho chị miếng nước được không? À, trời, khó khăn thiệt á. Cầm cầm với chị cái bó bông đi em. Dạ chị. Nãy giờ có bó bông mà vẫn trao cho ai được. À, mồ hôi mồ kê mà em có cái khăn không? Dạ, dạ đây chị. Chị nói thật với em nha, thực sự ra thì tưởng là dễ mà rất là khó, tìm hoài cũng không ra. Chị đâu có cần gì cao sang đâu, chị cần một người rất đơn giản thôi. Khi mà chị mỏi chân thì có người kéo ghế cho chị ngồi, khi mà chị khát nước thì có người đưa nước, khi mà chị coi như đổ mồ hôi thì có người đưa khăn cho chị. Thấy người ta bận bộ đồ hồng là biết người ta muốn kiếm chồng rồi. Chị à, game show mà chị. Game là nó phải có game luôn. Game show nó là trò chơi. Nếu trời thương, trời cho thì mình sẽ kiếm được một cái tình duyên. Còn nếu không, chị vẫn có một người tri kỷ. Miễn lễ các khách thấy bình thân. Ủa gì kì vậy? Giờ họp hành bá quan văn võ đã hết trơn rồi. Khán giả thì ngồi đầy rạp. Quân sư, quân sư đâu? Yeah. Sorry, I'm late. Thôi. Đi không đi late chi vậy? Dạ đâu phải. Anh lết tiếng Mỹ nó kêu bằng trễ đó thưa bệ hạ. Trời ơi. Gì nữa đây? Dạ chào. Trời ơi. Chào tưởng như biến thái chứ. Chào giống như vũ nữ vậy. Nè, ta dạy ngươi bao nhiêu lần rồi nha. Ta làm lần cuối cùng. Ngươi mà làm sai nữa ta chém ngươi bay đầu biết chưa? Dạ. Nhìn kỹ nè. Lên đi. Dạ lên đâu? Lên ngay ta ngồi. Lên ngay vàng. Ngồi một chút thôi nha. Trời ơi, bữa nay làm vua sướng quá. Nhìn kỹ nha. Dạ. Bỏ cái chân xuống. Coi kỹ nè. Thấy chưa? Thấy. Thấy gì? Chào. Chào ông nội tôi chào. Dướng tay áo rồi nè. Dở ra coi. Thấy cái gì? Dở ra giùm coi. Trời ơi. Ai mái cái áo gì mà dài thòn lòn không biết. Lên lại. Lên lại. Nhìn kỹ nha. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, khanh thấy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Giỏi hả? Ngươi giỡn mặt với ta đó hả? Đi xuống. Xuống hả? Mới lên chút kêu xuống hả? Ta hỏi nhà ngươi nè. Dạ. Tại sao giờ họp hành rồi bá quan văn võ đã hết trơn cái tội rồi? Dạ bữa nay là chung kết giải football.
Bá Quang mắc đi cá độ hết rồi. Hả? Hay chứ Bá Quang, giỏi chứ Bá Quang. Giờ hợp hành dám. Ủa sao đi cá độ không rủ ta? Dạ có rồi, nhưng mà lúc đó bệ hạ làm gì off phone rồi. Tại lúc đó ta bắt mừng công chuyện. Nghe ta dặn nè. Dạ. Hôm nay đội nào đấu đội nào vậy? Tao bê bất cứ nghe đúng như là San Francisco 49ers. Thôi, người nói tao hiểu tao chết liền á. Nói từ từ. Tampa Bay Buccaneers đụng với lại San Francisco 49ers. Rồi, ta bắt đội San Francisco chấp 3 điểm. Phụng chỉ. Ờ. Dạ, dạ, dạ. Có ai phì gia lâm. Excuse me, my king. Ê. Dạ. Thằng củ khoai lang, cái nhiệm vụ mày nói có mấy chữ mỗi ngày mày không nói xong nữa. Ở đây chỉ có hoàng thượng, hoàng hậu với tao là gia lâm thôi. Ê. Dạ không có. Hoàng thượng, hoàng hậu, không có tao. Mày giá lầm được không? Mày hả? Mày là giá trụng á. Mày phải nói là ái phi ghé thăm. Ok. Ái phi ghé thăm. Hôm nay bài đặt múa cô Thiên Nga dễ chết. Này dịch bầu dễ chết. Dạ, tiền thiếp là đắc kỳ, xin nghiêng mình ra mặt bề hà. Ôi trời ơi, giọng nói dễ thương hỉ. Trời ơi, dễ thương quá, dễ thương quá. Thôi ta chờ tới giờ chịu không nổi đâu, mình vô nha. Đi múa bề hà. Vô trong đi, chờ sáng giờ chịu không nổi là vô. Cho bề hà ơi, suốt ngày bệ hạ ăn sushi rồi bao ngứa cái bó miệng. Trời ơi, chịu hết nổi rồi, cho thiếp relax một chút xíu nghe. Bó miệng hẳn boring quá. Thôi chết boring hả? Dạ. Nè nè nè, quân sư. Dạ. Ta truyền lệnh cho nhà ngươi nha, tổ chức liền một cái chương trình đại nhạc hội ca múa nhạc kịch cái lương hồ quản thiếu dương hội cho đắc kỹ xem. Nè lên. Bệ hạ ơi. Chuyện gì? Thiếp không có thích nghe music mà cũng không thích coi đăng xịt. Hả? Đăng xịt là gì? Đăng xịt có nghĩa là đăng sinh mà nói cho có vân có điều đó mà. À, đăng xịt là đăng sinh á. À, bây giờ. Bây giờ kỳ muốn cái gì ta chiều cho. Kỳ đó hả? Kỳ chỉ thích coi. Còn cái gì ta chiều hết. Coi giết người thôi. À, được, ta chiều. À, nè, quân sư. Dạ. Ngươi lập tức vô tù, đem vài thằng đã chém đầu cho đắc kỹ coi chơi. Dạ, trong nhà tù có 999 thằng chém hết rồi, đâu còn ai đỡ để chém. Chưa cha mẹ ơi, mà có 999 thằng mà làm như là nhiều dữ lắm vậy đó. Cần phải thêm một người nữa mới đu. À, quân sư, cần phải thêm một người nữa mới đu. Lại, quân sư. Bởi vì bác sĩ nói á, là thiếp phải coi 1.000 người chết á, mới trường sinh bất tử. Nghe chưa quân sư, phải 1.000 người nữa mới trường sinh bất tử. Kỹ. Đắc kỹ ho kiểu gì ngộ vậy? Dạ, thiệp ho kiểu này gọi là ho Huế đó. Ngộ lắm. Huế là vậy à? Quân sư. Bây quá, giờ đắc kỹ chặt bị... chết quá. Đừng chết. Quân sư làm sao? Giúp ta đi quân sư. Để thần. Ê? Dạ. Nói hả, mẹ tính làm gì vậy? Dạ thần làm hô hấp nhân tạo. Tiếng Mỹ nó kêu là mouth to mouth. Chú cha mẹ ơi. Có cái mùi gì mà hẳn khó người quá. Cứ như là mùi cơm hển à. Trời ơi, quân sư. Tại sao sáng sớm ăn cơm hến rồi? Dạ, đó là breakfast của thằng mà. Trời ơi. Dạ. Có hoàng hậu ghé thăm. Trời ơi. Dạ lộn. Hoàng hậu gia lâm. Tụi chết rồi, tới nữa. Trời ơi, cái bà này không mời mới vô hoài vậy trời. Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng. À, ta miễn lễ. Con tiện tỳ kia. Nữa, thấy chưa? Mày thấy chánh cung mày không chào hả mày?
Vợ bé phải chào vợ lớn chứ. Trời ơi, bữa nào vô đi dán tao xé xác mày ra đó mày. Ơi, rùa thiệp kìa. Thôi. Nè mù kia mù ngón của nhau vô đây chơi tay đôi liền nè. Nhà đi tao sợ mày sơ ngón của nhau vô đi. Tao vô nè. Tao mù nghe nó ăn mù như là ăn bánh bèo á. Tôi lơ mù như là đông bánh nằm á. Mắt thấy con mắt nhá như nhái tộp mày. Ngón nhà vô đây. Ngón nhà vô chơi. Tao nhận tao sợ mày chắc. Thôi trời đất ơi. Con mấy ông thấy không? Thấy không? Có nhiều vợ đâu có sướng đâu. Bởi vì lỡ thôi chứ sao bây giờ, tôi thề nha, kiếp sau only one. Bé hả? Chuyện gì? Cái con trùng tên này nó quá dữ đi, nó hỗn hào với thiếp. Tôi tao biết. Đánh mày trở về nguyên dạng con trùng nha mày. Thôi, được. Bé hả? Nè, hoàng hậu ơi hoàng hậu. Dạ. Hoàng hậu làm ơn đi về dùm cái. Không, bé hả nhìn kỹ cái body của thiếp coi. Hả? Cũng hấp dẫn đâu, đâu có cắt được đất kỹ đâu, gấp triệu lần nó. Mà bé hả nở sai mê nó mà bỏ thiếp. Bị hạ coi nè. Đó bị hạ thấy không? Có khác gì con đất kỹ đâu. Khác nhiều chứ. Cái này mày chọt quay mày. Thôi vô cái đi trời ơi. Hoàng hậu ơi hoàng hậu. Lớn dạ. Tuổi rồi. Mày đặt bắt trước đi tưới người mẫu. Người ta người mẫu mình dây. Còn hoàng hậu mình dây mà dây thun ngâm dầu hôi. Nở nó còn quay nhìn đang nó kỳ quá à. Thôi đừng có đi vậy nha. Có chê thiếp hoài à. Trời ơi cô tướng bả kìa. Ta nói thiệt nha, tại hồi xưa đi lính vả quá mới lấy bả. Chứ làm vua sức mấy đừng có mơ. Bậy hạ thiệt là sáng suốt à. Đúng rồi. Thằng mà quen bà này thằng cũng dám lấy. Ê cái thằng quân sư kia. Ta là chánh cung hoàng hậu mà ngươi dám chê ta hả? Hả? Ngươi chê ta ngươi có biết ta làm gì không? Ta cắt quên. Hả? Ta thiến quên. Ta biến người thành thái giám bây giờ đó. Thôi. Tôi là quân sư của vua mà. Vua nói gì á thì tôi phải nói theo cái đó. Vua thích ai á thì tôi thương người đó. Mà vua ghét ai á thì tôi thu người đó. Ném gì mày là nịnh thần nó phải thái giám nữa. Á quên, không phải là quân sư nữa mày. Không biết nịnh ai cho làm quân sư. Thấy không mày hả? Được rồi. Bè hà ơi à. Thiệp chỉ muốn có một mình thiệp đứng ở đây thôi. Ta biết. Hoàng hậu về đi, tối trẫm ghé. Không có, tối trẫm tới chơi xì phé. Tối ghé nha, thằng thiếp thì về. Nhưng mà tao nói mày nghe, gì vậy? Cái nữa. Con này nè, mày lộng hành quá mày coi chừng tao nha mày. Có bữa tao chặt đuôi mày đó mày. Thôi được rồi. Nhưng mà nè, hoàng thượng. Cái gì nữa? Cho hôn miếng đi. Trời ơi, sao gan quá vậy? Cho đụng cái đi. Mày không có ghen ngưỡng với tao như mày. Thôi được rồi, hung đại cái về đi bà. Trời ơi. Tao lâu mới được hung chồng cái đã quá trời luôn á. Trời ơi, mai là không ăn gì, ăn gì ọc ra hết á. Nó cho ho nữa, thôi chết rồi. Rửa mà bê hà hứa với thiệp là không đụng với cái con mù già đó. Ta đâu có đụng đâu, ba đụng ta, ta đâu có đụng đâu. Trời ơi, con ba nó mù rùa thiệp suốt ngày á. Cho chắc thiệp chết, thiệp ho lên nó chết. Chắc tiếp chết quá. Trời không biết chết đâu bây giờ trời. Thôi lên ngai vàng chết cho nó sướng. Ơi kỹ. Ôi nhưng mà bệ hạ ơi. Chuyện gì? Khi mà thiệp chết đó, bệ hạ nhớ chôn thiệp ở bến Vấn Lâu ái sầu ái tham. Để hồn thiệp bay phàng phật dưới sóng hướng núi ngư. Mà nghe gió đưa cành trúc lá đà mà tiếng chuông thiên mù cánh gà chích cân. Chết. Đừng chết à. Quân sư. Được rồi. Nè quân sư à. Dạ. Thôi được rồi. Ta dặn nhà ngươi á, kiếm cho ta một lão thầy thuốc có chưa? Dạ, thần đã đăng quảng cáo cho một rau giặt trên đài Lý Đô Sài Gòn rồi. Rồi. Tiền quảng cáo hơi nặng mà kết quả lắm nha bệ hạ. Có không? Có một vị danh y đã gửi resume tới rồi. Rồi. Tự xưng là đệ nhất danh y chuyên chữa trị các loại bệnh ho. Trời ơi, bây giờ đâu rồi còn không mau mời vô? Ông đang đứng hút thuốc lào ngoài patio đó. Trời đất ơi. Trị bệnh ho hút thuốc lào. Bây giờ ngươi lo chuẩn bị giùm ta cái nha. Yeah. Ta đưa đất kỹ giờ Kỷ. Kỷ ơi. Kỷ vô kỹ giùm ta cái đi Kỷ ơi. Thiếp mệt quá. Chắc lên con ho nữa. Ho. Phải ho kiểu gì nữa đây? Ho lý là ho Nha Trang chứ chưa tại Huế. Ơi ho Nha Trang với Huế nữa trời đất ơi. Bây giờ làm sao bây giờ lẹ nè. Nghe ta hỏi nè. Dạ. Cái lão thầy thuốc này á có nổi tiếng không? Dạ nổi tiếng chứ. Quê ổng ở Bạc Liêu á. Họ Tiêu tên Tán Đường. Trời ơi, thầy thuốc tên Tiêu Tán Đường. Ừ. Hơi lạ. Mời vô. Truyền Tiêu Lương Y vào.
Dạ đông y sĩ tiểu tán đường xin bái kiến thánh thượng. Quân sư. Dạ. Cô kêu lộn không? Dạ đâu có. Thầy thuốc sẽ mặc vô đảng ấy hả? Để ta hỏi. Nè tên kia, nhà ngươi có phải là lương y không? Dạ muôn tâu, thần đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học Berkeley San Francisco và đã từng làm phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ ạ. Nè tiểu tăng muối. À, đường đường muối lúc là xem. Ta cho người biết đệ nhất ái phi của hoàng thượng đây là đắc kỷ, bệnh ho đã 3 năm không ai chữa nổi, ngươi liệu có đủ sức không nhỉ? Muôn tâu tại hạ đủ sức chứ, tại hạ chưa bao giờ chữa cho ai mà phải kéo dài 1 năm cả, tối đa là 6 tháng. Hả? You guarantee sick mân hết bệnh? Muôn tâu đúng ạ, là vì Khổng Tử có dạy đau lâu thì tốn thuốc, thần chữa cho ai mà 6 tháng không khỏi thì thần cho nó uống thuốc độc cho nó chết mẹ đi cho rồi. Nè ngươi nói cái gì? Nhà ngươi có thuốc độc bí truyền hả? Dạ có. Dạ thần có một loại thuốc độc gia truyền cực mạnh, chỉ cần uống vào một giọt thôi là không có cách gì cứu chữa nổi. Ai vô xúa? Dạ xúa. Thần cho thằng em vợ thần uống rồi. Really? Dạ. Nè vậy thì hay lắm, ta cần một loại thuốc độc cực mạnh. Muôn tâu bệ hạ, thần có 2 loại. Loại thứ nhất uống vào một phát là chết ngay, chết không kịp viết di chúc. Còn loại thứ hai khi uống vào rồi thì sẽ chết một cách từ từ, chết tăm chết tối, chết tức chết tưởi, chết tàn chết tạ. Bệ hạ muốn uống loại nào? Ta muốn uống loại thứ hai. Không phải, ta muốn cho hoàng hậu uống loại thứ hai, vì ta muốn cho bà ta chết từ từ, chết tối chết tâm, chết tức chết tưởi, chết tàn chết. Người uống rồi hả? Dạ đâu có, tưởng tượng thôi. Tôi tưởng tượng thôi. Nè. Dạ muôn tâu bệ hạ, hoàng hậu tức là vợ lớn của bệ hạ đó. Đúng vậy. Vì sách thánh hiền có câu: nhân bất học bất tri lý, ấu bất học lão hà dĩ. Có nghĩa là có vợ bé để vợ lớn làm mắm á. Câu này nghe quen quen. Ờ. Con mới nói cũ thôi bệ hạ. Đúng vậy. Dạ muôn tâu, như vậy là bệ hạ muốn thần đưa hoàng hậu về bên kia thế giới. Đúng vậy. Ngươi làm được không? Nếu như làm được, ta sẽ tổng thưởng cho nhà ngươi. Dạ sẽ thưởng gì? Tặng ngươi bà vợ lớn. Không. Trời ơi, ta sợ bà quá, ta quên. Dạ. Ta tổng thưởng cho ngươi Chu Di Tam Tộc. Lộn. Quên, ta giết người quen rồi. Tặng thưởng cho ngươi 10.000 đô la. Ôi, 10.000 thì cheap quá. Cái gì? Không có sao. Tức là tiền bạc là chuyện nhỏ. Không có tiền là không làm. Là vì muôn tâu bệ hạ, thuốc của thần uống vào là phải chết. Đúng vậy. Nên là thần mới mở cái tiệm thuốc lấy tên là Pharmacy Tiêu Tán Đường đó. Hay lắm. Nè, tiêu sát thủ. Dạ. Ngươi nên nhớ kỹ, âm mưu giết hoàng hậu á, ngươi phải tuyệt đối giữ kín. Nếu mà lộ ra đó thì ngươi sẽ tiêu diêu nên mường cực lạc. Dạ. Và bệ hạ thì sẽ trở thành hạ bệ đó nghe chưa? Dạ xin quân sư an tâm. Có cậy mồm thần thần cũng không nói. Đồ. Ai hỏi mới nói. Gì? Không có chết không nói. Quân sư. Dạ. Nghe thầy dặn, 10 ngày nữa là đám giỗ của ta. Hả? Quên lộn, 10 ngày nữa là birthday của ta. Birthday. Ngươi phải lợi dụng thời cơ nhổ một giọt thuốc độc vào ly rượu của hoàng hậu uống. Bả sung lắm, chơi 5 giọt đi. Có không? Vậy chơi nguyên một chai chắc ăn. Nè, cái chuyện này cấm ngươi tiết lộ ra ngoài nha. Nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài, ngươi sẽ bị bay đầu, biết chưa? Don't worry, giết người là nghề của khăn mà. Hay lắm, đi đi. Nhưng mà chuyện cần thiết bây giờ là phải lo chữa bệnh cho đắc kỹ trước cái đã. Ừ. Dạ. Tiêu doctor, có phải ngươi chuyên trị các bệnh ho không vậy? Dạ đúng vậy. Ho khan, ho xuyễn, ho đờm, ho gà, ho vịt thì thần bảo đảm sẽ trị dứt. Ho Huế chữa được không? Dạ thưa, ho Huế, ho Trung, ho Nam, ho Bắc gì? Chuyện nhỏ. Đúng. Quân sư. Dạ. Yeah. Ta nói. Đâu rồi? Mình. Nịnh vừa phái nịnh quá khó coi quá. Quen rồi, Bình Hà. Theo ta. Dạ. Yeah. Ở đó chờ ta nghe không? Bảy Hà chờ em. Thần thiếp của chị muốn bàn riêng.
riêng với bệ hạ này. Bệ hạ, bệ hạ đâu rồi? Bữa nay mất tiêu rồi, chắc vô con trộm hoa lao đó nữa rồi. Bệ hạ, bệ hạ. Ê, ho kiểu này là bệnh xa rồi, chắc mới đi du lịch Hồng Kông rồi. Thôi thôi thôi, mời đang ngồi ngồi nào, để ta bắt mạch cho bạn nào. Ai, cái mạch nàng ném về bị liệt rồi, chờ ra đi. Ê, gì vậy? Nhổ. Ta biết rồi, cái bệnh ho của nàng là do ăn quá nhiều bưởi Biên Hòa. Ngươi là ai? Ta là đông y sĩ Tiêu Tán Đường, thánh thượng cho mời ta vào đây để chữa bệnh cho Đắc Kỷ. Ê, ngươi biết ta là ai không? Ta là... Là Đắc Kỷ, là đệ nhất ái phi của vua chứ gì. Ai nói với ngươi ta là Đắc Kỷ? Khỏi ai nói, nghe ho là cũng biết rồi. Nhưng mà ta có một cái điều lạ, là ta nghe đồn Đắc Kỷ có một cái vẻ đẹp chim sa cá lặn chứ. Ngờ đâu hoàng thượng lại đi thương cái người cơm chiên cá mặn thế này. Thằng Lan Râu kia, ngươi vô chỗ này mà ngươi dám chê ta hả? Vậy là ngươi tới số rồi. À, xin nương nương đừng có nóng. Người đẹp mà được vua mê thì đâu có gì đáng nói. Người như nương nương mà vua mê thì mới là lạ chứ. À, nhưng mà thưa nương nương. Gì? À, ta sẽ báo cho nương nương một tin mừng. Nhưng tin mà gì? Nương nương phải giữ bí mật nha. Nhưng mà phải thưởng cho ta mới nói. Tin gì? Ta hứa ta thí cho ngươi 50 lạng vàng. Nhưng mà tin gì? Nói. Hoàng thượng vừa nhờ ta bỏ thuốc độc để giết Chánh Cung Hoàng. À? Giết ta? Giết nàng làm cái mẹ gì? Giết Chánh Cung Hoàng hậu để đưa nàng lên làm tranh thất. Rồi, ngươi có nhận lời giết ta? Giết Hoàng hậu không vậy? Có chứ. Vua cho ta tới 10.000 đô mà. Nhưng mà dẫu không cho tiền ta cũng vẫn làm. Là vì ta muốn giết để ta thử cái loại thuốc độc ta mới chế ra coi có công hiệu hay không thôi. Rồi, ngươi tính khi nào ngươi ra tay vậy? 10 ngày nữa. 10 ngày nữa thôi. 10 ngày nữa là ngày sinh nhật của vua. Lúc đó bá quan văn võ ở triều đình đều đến để dự tiệc chúc thọ cho vua. Lúc đó ta sẽ lấy thuốc độc đưa cho quân sư bỏ vào ly rượu của hoàng hậu. À, nhưng ta nói cho nàng nghe, thuốc của ta uống vào không có chết ngay đâu. Uống vào thì phải đau đớn quằn quại 2 ngày sau mới chết. Người ta kêu đó là chết thảm. 10 ngày nữa thôi à trời. Còn có 10 ngày nữa thôi. Ta phải đề phòng. Ta có để con Đắc Kỷ nham hiểm nó giết ta được. Ta phải đề phòng. Ờ kìa, đã bảo là vua giết hoàng hậu, giết nàng làm cái quỷ gì mà đề với phòng. Ủa sao nói nhỏ xíu mà thằng này nó nghe được hay gì? Dạ. Thánh thượng gia lâm. Nữa, bà tới nữa. Không mời bà tới hoài vậy trời. Khổ quá à, hoàng hậu à. Ta ra lệnh cho hoàng hậu lui vào hậu cung dùng tan cái đi. Tiện thiếp lui liền. Trời, làm ơn cái để ta làm việc mà. Thiếp lui liền. Đi. Nhưng mà bé hả? Gì nữa? Cho hôn cái nữa được không? Hôn hoài. Nó không có được ghen ngược đó nha. Trời, nó theo bé hả tò tò à. Thôi nói nhiều quá, hôn cái đi. Thôi. Gì? Trời ơi. Đã quá trời luôn. Muốn tao bé hả chết mẹ là đây là Chánh Cung Hoàng hậu sao? Bà đứng ơi, vậy nhà ngươi tưởng là ai? À, môn tâu thần tượng là Đắc Kỷ. Trời! Là hai người họ giống nhau quá, thành làm sao mà nhận ra được. Trời ơi, tướng bà đó, ngươi tưởng Đắc Kỷ. Bà có nước đắc kẹo thì có. Thôi xin mời nước nước. Qua. Chảnh ra đi, suốt ngày con bù già đúng không? Tay khổ không? Thôi ngồi đi, lo giùm ta nha. Dạ. Khoan! Nam nữ thọ thọ bất thân, cánh tay ngà ngọc của nương nương không nên đặt trên cái đùi nhăn nheo của lão già này. Nhưng ngươi muốn đặt nơi chỗ mô? Dạ, đặt ở đây. Chú cha đông được ta mỏi tay quả mệt quá. Ê, dạ không phải dưới này, trên này. Bình tĩnh ta ra rắn rồi ý gì? Ta hỏi là bình tĩnh ta ra rắn rồi. Nhà ngươi hút thuốc lào hôi quá. Ta nói nhà ngươi hút thuốc lào hôi quá. Chết con mẹ.
Cả môn đâu đánh được, môn đâu đánh được. Chí nguy, chí nguy, thậm chí nguy ạ. Bệnh tình của nương nương nó quá trầm trọng rồi. Mà cứ để như thế này thì thần bảo đảm một tháng nữa nương nương sẽ đứng tim mà chết á. Tôi chết vậy gì? Quá cây này đu. Du đu được không? Dạ thân đu được. Đu dùm ta trước đi. Hẳn đu được để hẳn đu đi. Đu đi, đu đi, đu đi. Dạ môn 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 tao thần phải cần một cái bài thuốc đặc biệt gọi là trái tim phá lấu á. Trời ơi, tim gì? Tim gà, tim heo, tim rồng, tim phụng, tim gì? Nói mau đi. Dạ không, hạ thần cần tim người ạ. Cái gì? Trời ơi, cần tim người hả? Dạ. Trời ơi, bao nhiêu người chém chết hết rồi còn lấy đâu ra nữa trời. Bây giờ lấy đâu ra bây giờ? Dạ. Có hoàng thúc tỷ can ghé chơi. Trời ơi. Có tim rồi hả? Có tim rồi, quân sư thông minh quá. Nào, mời hoàng thúc tỷ can vào. Mời hoàng thúc tỷ can vào. Thần tỷ can bái kiến hoàng thượng. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Miễn. Ủa sao ta nghe tiếng không thấy người? Quân sư. Dạ. Tăng thêm ánh sáng. Tuân lệnh. Thấy rồi, thấy rồi. Quân sư, dẹp đi. Trời ơi, hoàng thúc. Dạ, có thần. Hoàng thúc đi đâu mà sao đen thui vậy? Dạ, thần mới đi phơi nắng ở Florida về. Trời ơi, đã đen rồi đi then. Nương nương ơi, nương nương, đây là chú ruột của vua sao? Hẳn đó. Sao thần nghi quá, sao vua thì đẹp trai trắng trẻo như thế kia mà sao không chú gì mà nước chú ruột thì mà nước da đen hơn OJ Simpson vậy? Ê, cái tên lang băm kia, người thắc mắc tại sao ta đen thui còn hoàng thượng thì trắng hả? Chế linh đẻ con cũng trắng vậy. Nè, ta nói cho ngươi biết, ta không những là chú ruột của vua mà ta còn như cha của vua kia chưa. Ôi, với cái hạng đồ kìa, chủ vua mà chưa ai công nhận mà đòi làm tới cha vua, nọ vừa thôi cha ơi. Còn cái con, ôi, còn cái con hồ ly tinh kia, con hồ ly tinh hoa lao. Người có thấy đôi bàn tay này không? Thấy rồi, bàn tay năm ngón chủ vẫn đen thui. À ha, mà đen thiệt. Nhưng đôi bàn tay này đã từng chăm sóc vua, tắm rửa thay tã cho vua, cắt rốn cho vua. Hả? Thì ra hoàng thúc là người cắt rốn cho ta hả? Dạ thưa hoàng thượng, đúng như vậy. Trời ơi, hèn chi rốn ta bị lồi. Trời ơi, một khúc luôn vậy á. Trời ơi, hoàng thúc ơi, hoàng thúc, hôm nay hoàng thúc tới đây có chuyện gì không vậy? Thần đến để khuyên can hoàng thượng đây. Trời ơi, vậy hả? Sao ông này tối ngày ông cứ can mày vậy? Ngươi không biết ông tên gì hả? Dạ tỷ can. Ờ, can một tỷ. Gặp mặt là can ngàn quà có gì. Nè hoàng thúc ơi, sao ông rảnh quá vậy? Tôi là quân sư nè, mà từ đó giờ á tôi chỉ biết nhắm mắt làm theo ý vua thôi, không bao giờ mà can vua hết trơn á. Can chi, ngu sao can. Nè, những đứa gian thần như ngươi hoặc những đứa chuyên môn đào mỏ như con đắc kỷ hoa lao, trời ơi, thôi hoàng thúc ơi đừng nói gần vua ngày nào chỉ hai triều đình ngày đó mà thôi. Thấy chưa? Trời ơi, hẳn rùa thiếp kia. Thôi để thiếp chết cho rồi, để mượn cái vai đập đầu chết cho thiếp chết. Ngươi chết là đáng rồi, bởi vì kiếp ngươi là kiếp tròn. Ôi, chánh cung hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, tài sắc song toàn, mà bị vua phế bỏ là cũng tại vì cái con đắc kỷ hoa lao ngươi. Trời oan ông chứ thiếp quá, bê hạ coi nè. Thiếp liều yếu đào tớ như rí mà nói là con chôn. Con chôn là phải vì đó, 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 phải như cái tính mà làm cái bữa này mà đó, đó, là con chôn chữ, đó. Kỳ ơi kỳ, kỳ giống trồn quá. Chị em là trồn như con chi nữa. Hả? À, em là người, trời ơi em bị nhục nhạ quá. Chắc em chết, em lên đó. Em không được, thôi lại lên ngay vàng chết cho hẳn sướng nữa rồi. Bây giờ, nè. Bà ơi, khi mà thiếp chết á, nhớ khắc cái dòng chữ này lên bia mộ của thiếp nghe. Là toàn thể dân chúng vô cùng thương thiếp, cống tăng tốn nữ đắc kỳ chết. Đừng chết kỹ ơi. Nè, lương y. Thôi, bây giờ lương y. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Cứu ta mau đi lẹ lên. Dạ môn tàu thần cần gấp cái tim người để làm thuốc cho nương nương ạ. Trời, nhưng mà bây giờ lấy ở đâu ra tim người đi hả? Mẹ hả? Cái gì? Tại sao không giết hoàng thúc tỷ can để lấy tim trị bệnh hả? Đúng rồi. Mẹ hả ơi, thiếp muốn chim hoàng thúc. Cái gì? Thiếp muốn chim hoàng thúc. Muốn gì?
Muốn chim. Muốn tim. Muốn chim. Nói rõ rõ, ta tưởng đâu muốn cái kia. Trời ơi. Nè nè, bây giờ làm sao? Bây giờ. Ê. Hả? Nhưng mà ổng đen quá, tim ổng có chất bổ không? Bé không biết chết cái chi mà càng đen hẳn càng bồ. Thuốc bắt người ta hâm gà đen không vì hẳn bồ, mà gà đen là gà ác đỏ. Đúng rồi hả? Vậy à? Dạ. Vậy thì người đen là người ác. Người ác để làm chi? Giết thức cho rồi. Đúng vậy. Quân sư. Dạ. Ta ra lệnh cho. Dạ sao? Hãy mau lấy tim của Hoàng Thúc làm thuốc cho ta kỹ uống. Lẹ lên. Dạ bậy hạ, ra lệnh cho con. Ờ. Dạ. Bậy đâu? Đem Tỷ Ca và Thúc ra lò sát sinh. Ta chết cũng chả tiếc gì thật. Chỉ tiếc Hoàng Thượng âm mưu giết chánh cung Hoàng Hậu, thì ngày tàn của Hoàng Thượng cũng sắp đến rồi. Hả? Quân sư. Dạ. Tại sao cái chuyện âm mưu giết Hoàng Hậu chỉ mình ta với người biết thôi? Tại sao có lão Hoàng Thúc để biết vậy? Dạ thằng tôi có biết. Là ai nói? Là ai nói? Ai nói? Ta nói đi mày. Bệ hạ. Không mời mà tới nữa hoài à. Trời ơi. Bệ hạ nở lòng nào mê nếu mà bệ hạ thuốc độc thần thiếp vậy? Không có. Ủa? Thiếp miết hết trơn rồi. Ngay ngày bến đê của bệ hạ, bệ hạ cho người bỏ thuốc độc vô rượu cho thiếp uống, cho thiếp chết phải không? Thiếp chết phải không? Nhưng mà cái chuyện này ai nói cho hoàng hậu nghe vậy? Ai nói cho hậu nghe vậy? Thằng cha thầy thuốc tiêu tán đường đã nói, đã nói cho thiếp nghe luôn. Hay chứ, cái lão lang băm giỏi, chứ cái lão lang băm. Quân sư. Dạ. Ta chết cho Hoàng Thúc, hãy lấy tim của gã lang băm này làm thuốc đắc kỹ uống. Tuân lệnh. Dạ muốn tao về hạ tim đen mới bỏ chứ. Ngươi còn đen là tao trả nữa. Quân sư. Thi hành. Tuân lệnh. Trên trời bố mẹ ơi, cái tên tiêu tán đường đó hại con rồi. Cái gì vậy? Lộn rồi. Cái gì đây? Không phải tim. Vậy là cái gì? Ruột da.